Cung lâm sách trầm ngâm, nước Yến bây giờ căn bản không đủ quốc lực để nuốt nổi nước triệu, ăn thua đủ với nhau, cho dù thắng được cũng sẽ khiến nước Yến tiêu hao bản thân quá độ, chỉ có thể để kẻ khác chiếm lợi. Bây giờ nước triệu đã đưa thành ý sang đàm phán, đồng ý cùng hợp lực chèn ép nước Hàn. Như hiểu đạo lại liều mạng ra tay, rốt cuộc kẻ này muốn làm gì? Không đến nỗi lỗ mãng như vậy chứ, việc này có phải hiểu lầm gì đó, có nên đi tìm hắn nói chuyện đã hay không? Cung lâm sách trần trừ hỏi, hiểu lầm, mạnh tuyên trợn mắt nói tiền tuyến đã đánh oanh oanh liệt liệt mông sơn minh gây chiến trước còn hiểu lầm cái gì long Hưu cười gằn tìm hắn nói chuyện mao lư sơn trang truyền tin tới nói là nghiêu hữu đạo chạy không còn bóng dáng đợi đến lúc tìm được hắn chiến tranh không biết đã đánh thành thế nào rồi cung lâm sách cũng đau đầu không trách việc hai vị này giận dữ như vậy tu sĩ nước yến có thể nói là không ai dám cãi lại ba đại phái tu sĩ nước yến đã khống chế quân đội mông sơn minh vốn tưởng muốn khai chiến thì phải được ba phái đồng ý, không thì không đánh được, ai ngờ mông sơn minh thế mà né tu sĩ nước Yến, lệnh cho Kim Châu gây chiến trước. Ai mà ngờ, không được nước Yến đồng ý, Kim Châu dám tự mình phát động tấn công với nước triệu. Chờ người bên ba đại phái tìm tới mông sơn minh, mông sơn minh đã tỏ vẻ tùy tiện xử trí. Mông sơn minh ra tay tàn nhẫn, ổn định, chính xác, vừa ra tay tập kích đã đánh cho nước triệu đau đớn. Đối mặt với thế phản công giận dữ của nước triệu, ngọn lửa chiến tranh đã cháy hừng hực. Ba đại phái nước Yến tất nhiên là giận mà không làm gì được Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh vốn có uy tín to lớn trong quân, lại thêm sau khi rời núi đã nắm giữ binh quyền một thời gian lâu, các lộ chủ soái hầu như đều là bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh, ai mà dám giết bậy Mông Sơn Minh. Chỉ sai một bước, quân Yến sẽ đại loạn, lui một bước mà nói, nước triệu đã phản công, lúc này đổi Mông Sơn Minh đi, một khi quân Yến đại bại, nước triệu cũng tuyệt không khách khí. Tất nhiên lúc đó nước triệu sẽ tiếp tục chiến lược trước kia, đánh vào lãnh thổ nước Yến. Ba đại phái làm sao dám mạo hiểm như vậy, lửa đã bốc cháy, chỉ có thể ủng hộ mông sơn minh tiếp tục đánh, dù muốn tiếp tục đàm phán với nước triệu thì cũng phải đánh thắng trận trước rồi mới thật sự đàm phán. Cũng phải nói, nước Yến gây chiến trước, chỉ cần có thể đánh thắng, ba đại phái lại không quá giận. Chuyện đáng giận thật sự là, quân đội nước Yến đã mất khống chế, không nghe lời họ, lại bị như hữu đạo bóp mũi dắt đi đây là điều mà ba đại phái không thể nào nhịn được. Vậy các người có ý gì khác? Cung lâm sách hỏi, mạnh tuyên, tuyệt đối không thể giữ lại nghiêu hữu đạo kia, nhất định phải giải quyết. Còn cả đám thương chiêu tông kia nữa, nhất định phải thanh tẩy sạch sành xanh. Cung lâm sách hiểu ý mạnh tuyên, ba đại phái không còn có thể chịu đựng chuyện như vậy tiếp tục. Đám người Nam Châu kia đã triệt để đạp lên điểm mấu chốt của ba đại phái. Ông ta trần trừ nói, ra tay lúc này không ổn lắm, Long Hưu, lúc này tất nhiên không thể trước tiên không nên đánh rắn động cỏ để mặc cho chúng đánh đã chờ đánh gần đủ rồi nước triệu không còn dám manh động nước hàn lại đang tranh cao thấp với nước tống hoàn cảnh bên ngoài đã ổn định tạm thời không lo ngoại xâm chúng ta mới có đủ không gian tiến hành thanh tẩy thế lực nam châu mạnh tuyên có một số việc mọi người cùng ngầm hiểu giải quyết cái gai nam châu này đi cũng được như thế ba phái chúng ta cũng đỡ phải tranh cướp lẫn nhau cũng có thể ổn định gốc rễ của nước yến đây chính là mục đích đến lần này của hai người muốn bắt đầu mưu tính thanh tẩy thế lực nam châu chỉ cần ba phái không nội chiến gây cản trở lẫn nhau trong lãnh thổ nước yến không còn thế lực nào có đủ thực lực chống lại ba đại phái bằng vào lực khống chế của ba đại phái tại nước yến chung tay giải quyết việc này vốn không thành vấn đề cung lâm sách có thể nói cái gì phản đối sao không tìm ra lý do để phản đối cũng không thể nói là từ kim động ngầm cấu kết với như hữu đạo chứ sự việc quyết định như thế Nhìn theo Long Hưu và Mạnh Tuyên rời đi, cùng Lâm Sách đứng trên đỉnh ngọn núi, dưới tán tùng xanh, cao mày không nói, cũng có phần nóng giận. Đổi lại Nghiêu Hữu Đạo trước đây chắc chắn không dám làm như vậy, không biết có phải là vì có tử kim động làm chỗ dựa hay không. Ông ta đoán không sai, nếu không phải đã quyết định gia nhập tử kim động, Nghiêu Hữu Đạo sẽ không dám làm như vậy. Từ lúc ra quyết định kia, có thể nói là hắn buông tay buông chân làm việc ngay cả trưởng lão tiêu giao cung được phái đi nam châu mật đàm mà hắn còn dám xuống tay độc ác từ đó có thể thấy được người đâu mời nghiêm trưởng lão tới đây một chuyến cung lâm sách quay lại quát nghiêm lập nhanh chóng chạy tới chào hỏi hai vị kia tới là vì chuyện nghiêu hữu đạo gặp phải chuyện lớn như vậy không đến vì thế thì vì cái gì cung lâm sách thuật lại đại khái ý đồ của hai vị kia sau đó dặn dò người quen thuộc với nghiêu hữu đạo nghĩ cách liên lạc với hắn làm rõ tình hình nếu việc này hắn dám làm xăng, đừng trách tử kim động ta cũng không khách khí với hắn. Nghiêm lập lắc đầu, trưởng môn, theo ta thấy, việc này không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn lại không biết làm như vậy là phạm tối kỵ, là phải chết? Ngài cảm thấy hắn là kẻ muốn chết vậy sao? Theo như hiểu biết của ta với hắn, đó không phải kẻ thích làm bậy, thủ đoạn không hề tầm thường. Ta đã tự mình chứng kiến, hắn dám làm như vậy, khả năng cao là vì đã để lại hậu chiêu, Ba phái chúng ta không chắc đã có thể dễ dàng xử lý được hắn. Kẻ này không dễ giết chết. Cung lâm sách trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Tìm hắn trước rồi hãy nói. Bên ngoài tề kinh, một đội xe ngựa từ cửa thành nối đuôi nhau đi ra, tiến về phía đông. Thời điểm tới thảo nguyên minh mông, đằng sau đột nhiên có tiếng sấm dậy cuồn cuộn. Mẹ con trang hồng trong ngựa giật mình nhìn nhau. Trong một chiếc xe ngựa khác, Ngọc Thương cũng giật mình, cấp tốc đánh mắt cho đệ tử độc cô tính, Độc cô tính lập tức chui ra cửa xe, đứng trên càng xe truyền đạt chỉ thị đề phòng cho hộ vệ đi theo. Ngọc Thương tiên sinh, Ngọc Thương tiên sinh, xin dừng bước. Một tướng lĩnh phi nhanh tới, mỉm cười cất cao giọng nói với Ngọc Thương trong xe. Được biết tiên sinh rời đi, thượng tướng quân và tổng quản bộ tầm tới đưa tiến. Chương 1233, cửu biệt trùng phùng 1. Ngọc Thương à một cái, chỉ thấy Độc cô tính đứng trên càng xe cúi người gật đầu với ông ta, biểu thị đối phương không nói sai, quả thực hô diên vô hận và bộ tầm tới đỗ xe ngọc thương lúc này hạ lệnh đoàn xe dừng lại ngọc thương đi ra khỏi xe ngựa rất nhiều kỵ binh đã dừng lại chung quanh đoàn xe hô diên vô hận và bộ tầm cưỡi ngựa đi tới ngọc thương nhảy xuống xe mấy người bên hô diên vô hận cũng xuống ngựa quản gia phủ hô diên là cha hổ cảnh giác chung quanh từng bước theo sát bên cạnh hô diên vô hận mắt lạnh lùng theo dõi nhóm người bên ngọc thương sao dám làm phiền thượng tướng quân và đại tổng quản đến tiến Ngọc Thương khách khí chắp tay, Hồ Diên vô hận chắp tay đáp lễ, cớ gì tiên sinh ra đi không lời từ biệt. Ngọc Thương, Thượng tướng quân và Đại Tổng Quản đều là người bận bịu ta bôn ba tứ phương, đi đi về về, không cần phải quấy rối Tiên sinh đúng là hào hiệp, bộ tầm cười cợt, vung tay về phía sau ra hiệu. Bệ hạ biết tiên sinh rời đi nên đã lệnh cho lão nô đến tiến đưa thay người. Đây là một chút lòng thành nho nhỏ của bệ hạ, phía sau có người dâng tới một cháp quà, Ngọc Thương liên tục nói lời khách khí, dưới tình huống thịnh tình không thể chối từ đành bảo đệ tử tiếp nhận. Độc cô tính nhận cháp mở ra kiểm tra, phát hiện cháp đầy kim phiếu, rồi mới đưa sư phụ xem. Ngọc Thương thấy mà kinh ngạc, "Bệ hạ cớ gì phải đưa nhiều tài vật như vậy?" Bộ Tầm cười nói, "Không phải biếu tặng, mà vốn là của tiên sinh, được biết tiên sinh tìm người để bán phù phương viên, bệ hạ đã mua lại." Bệ hạ đã nói, "Phù phương viên giữ lại cho tiên sinh, ngày khác nếu tiên sinh rảnh rỗi trở về, tiên sinh có thể về thẳng phù phương viên ở lại." Ngọc Thương tự nhiên cảm ơn liên hồi, lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Ông ta bán phù phương viên là vì bên nước triệu sắp khởi binh, cần dùng rất nhiều tiền của, chuẩn bị thêm ít tiền xài không bao giờ thừa. Một nguyên nhân khác là sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ, đến lúc đó phù phương viên chắc sẽ bị nước tề thu không, không bằng đổi thành tiền mang đi. Thật không ngờ, Hạo Vân đồ lại mua về. Song Phương Hàn Huyên, đang lúc Hồ Diên vô hận hỏi khi nào trở về, đằng sau có người nhận được kim xí đưa tin, bước nhanh đến chỗ bộ tầm thì thầm nói mấy câu bộ tầm phất tay ra hiệu lui ra sau nói ngọc thương tiên sinh sợ rằng không thể tiến đưa xa hơn vừa rồi ta nhận được tin tức nước yến khai chiến với nước triệu bệ hạ triệu hồi gấp thượng tướng quân và lão nô quay về điều này không phải bí mật gì sớm muộn người trong thiên hạ đều sẽ biết nói ra cũng không sao ngọc thương à một tiếng tỏ vẻ đã biết trong mắt liên lục lóe sáng vội hỏi đã đủ xa rồi không cần tiến nữa quốc sự quan trọng quốc sự quan trọng. Đến vội vã, đi vội vàng, thiết kỵ ầm ầm rời đi, Ngọc Thương vuốt sâu nhìn theo, chợt bên này cũng có kim xí từ trên trời đáp xuống. Độc cô tính tiếp nhận kim xí đưa tin, đến cạnh Ngọc Thương, nhỏ giọng nói. Không sai, nước Yến quả thực khai chiến với nước triệu. Châu Kim đã khởi sự trước, Ngọc Thương như chút được gánh nặng ngửa mặt lên trời, có phần kích động nói. Như hữu đạo quả thật là người giữ chữ tín, không phụ lòng kỳ vọng của Lão Phu, không uổng công chúng ta trả giá lớn như vậy, đáng giá. Độc cô tĩnh có thể hiểu được tại sao sư phụ kích động như vậy. Y cũng rất phấn chấn, lúc trước bên này cũng nhận được tin, nước Yến đang đàm phán hòa bình với nước triệu. Không được ba đại phái nước Yến đồng ý, triều đình nước Yến khẳng định sẽ không thể quyết được việc này. Bên Ngọc Thương rất lo lắng, vì ba đại phái nước Yến dù sao cũng đã khống chế quân đội nước Yến, ai ngờ chiến sự vẫn không bị ba đại phái khống chế. Bây giờ xem ra, Nghiêu hữu đạo quả nhiên không để bọn họ thất vọng. Không ở lại lâu nữa, cả nhóm tăng tốc tiến lên, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khi đi tới nơi không người, vài con phi cầm giáng xuống, chờ nhóm Ngọc Thương đi trước. Theo như tin tình báo, Nghiêu hữu đạo đã bất ngờ xuất hiện trong buổi hòa đàm giữa hai nước, chẳng lẽ hắn không sợ ba phái lớn của nước Yến sẽ xử lý mình sao? Trong điện, Tề Hoàng Hảo Vân đồ bồi hồi trầm ngâm đặt câu hỏi. Hồ Diên vô hận và bồ tầm đều bị triệu tập khẩn cấp, là vì hạo vân đồ muốn hỏi ý kiến của lão về tình hình chiến sự này đột nhiên nước yến ra tay như thế có phải đã nắm chắc sẽ thắng lợi không nếu chắc chắn sẽ đánh bao lâu đủ mọi vấn đề phải biết rõ mới có thể đưa ra được quyết sách kịp thời mà hồ diên vô hận rất am hiểu chuyện này với hồ diên vô hận dù quân yến có thể đánh bại nước triệu cũng không thể chiếm được gì sự thật là chiếm một nước không phải đơn giản chỉ cần đánh thắng một trận là xong chiếm lãnh thổ của một nước sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức tất nhiên dư nhiệt của kẻ bại sẽ không cam tâm còn có đủ loại ông chú bà cô phản kháng nước yến kia nào có được quốc lực và binh lực áp chế chứ khống chế lãnh thổ rộng lớn như thế quốc lực không đủ binh lực phân tán kéo dài sẽ kéo sập cả nước yến kẻ địch bên ngoài đánh nhẹ một cái muốn tập kết nhân mã chống lại cũng khó khăn căn bản là không thực tế tóm lại trước mắt nước yến thể hư yếu đuối căn bản không có được thực lực chiếm nước triệu nhưng hành động hiện giờ của ngưu hữu đạo thực sự khiến họ khó hiểu Hạo Vân Đồ vẫn thắc mắc vấn đề này. Buồn cười nhất là, trước đó Nghiêu Hiếu Đạo còn gửi tin uy hiếp tới bên này, nói rằng tu sĩ bí cảnh trong nước tề đuổi giết khiến cho hắn không vui, sẽ dẫn hùng binh tấn công nước tề. Hạo Vân Đồ vừa bực mình vừa buồn cười. Cái thứ gì, lại dám uy hiếp mình, lấy cái gì mà đòi uy hiếp. Nhưng không thể không thừa nhận, xem như ra hỏa cầu thả cầu toàn ở kinh thành nước tề năm xưa đã lớn rồi, cứng cánh rồi, dám uy hiếp nước tề. Đám người trong điện thương lượng tới thương lượng lui, vẫn không biết được ý đồ của Ngưu Hữu Đạo khi vừa uy hiếp bên này vừa dụng binh với nước Triệu. Hồ Diên vô hận rời đi rồi, Hạo Văn Đồ đi tới trước bàn, mở một trang giấy ra, chăm chú đọc nội dung trên đó, rồi nhàn nhạt hỏi y lại lên núi rồi. Khác với người khác, bộ tầm hiểu lão đang nói đến Kim Vương Hạo Khải, lên núi tức là ra ngoài thành tới chỗ ba phái lớn. Hiện giờ Kim Vương đi lại khá thân thiết với người của ba phái, cũng thường xuyên tiếp xúc với tướng lĩnh trong quân. Muốn giấu chuyện sau cũng khó, vì thân phận trưởng tử của hoàng đế khiến cho một vài tướng lĩnh trong quân rất đau đầu. Phải, bộ tầm đáp, có vẻ như không chờ được nữa rồi sao? Hạo vân đồ thì thầm tự hỏi, buông tờ giấy trên tay xuống, quả nhân bề bổn quốc sự, mẫu thân nó qua đời từ sớm, trung quy vẫn là thiếu quản giáo. Quả nhân, không thể trông cậy vào nó. Bộ tầm cúi đầu im lặng tựa hồ như không nghe không hiểu, không đánh giá nửa lời. Trên đỉnh núi, rừng cây xanh tươi rậm rạp, một con phi cầm cỡ lớn bay vòng quanh dãy núi cong cong ba người nhảy xuống khỏi phi cầm là nghiêu hữu đạo vân cơ và vu chiếu hành quản phương nhi đã chờ trong núi mấy hôm cười cười nghiêu hữu đạo cũng cười cười tiến lại cử biệt trùng phùng vừa gặp đã nói linh tinh quản phương nhi hừ lạnh đưa ta tới lại để cho ta chờ mấy ngày nghiêu hữu đạo hớn hở đáp có chút việc chậm trễ quản phương nhi gật đầu chào hỏi vân cơ nhìn sang vu chiếu hành nghi ngờ hỏi vị này là nghiêu hữu đạo giới thiệu cao thủ xếp hạng thứ sau trên đan bảng sau này sẽ là người của mình. Vô chiếu hành, quản phương nghi kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là làm sao vô chiếu hành lại là người một nhà. Vô chiếu hành cũng chẳng biết làm sao, dày vò trong bí cảnh một hồi, đi theo nghiêu Hữu đạo xem như lão đã đắc tội với cả đống người, dù có chỗ dựa âm thầm sau lưng nhưng không thể công khai, khiến cho lão rơi vào cảnh trời đất bao la không có chỗ nào nương thân, nghiêu Hữu đạo lại nhìn chuẩn cơ hội, cực lực lôi kéo. Trường 1234, Cửu Biệt Trùng Phùng 2 Cuối cùng, sau khi xin chỉ thị của thế lực sau lưng người ta cũng không ngờ được sự tình sẽ biến hóa thành ra thế này cũng không biết nên an bài lão thế nào đâm ra đi theo nghiêu hữu đạo lại là lựa chọn duy nhất trước mắt nghiêu hữu đạo đã không sợ bị ma giáo liên lụy ma giáo còn có thể có ý kiến gì cũng thực sự là chẳng còn cách nào khác không có thế lực che chở công khai vu chiếu hành làm gì cũng sẽ rất nguy hiểm nên đường đường cao thủ đứng thứ sáu trong đan bảng liền đầu nhập vào sơn trang mao lư chính vu chiếu hành cũng không hiểu vì sao vừa gặp nghiêu hữu đạo này rồi thì không thể thoát được nữa rõ ràng nghiêu hữu đạo chào mời lão đến chắc chắn không phải để làm lão tổ tông ăn no rảnh rỗi không phải hắn coi trọng lão đánh nhau giỏi sao trong bí cảnh đã phải làm tay chân cho nghiêu hữu đạo rồi ra khỏi bí cảnh vẫn phải làm tay chân cho nghiêu hữu đạo cái quái gì vậy vu chiếu hành hơi bực bội không cam tâm nhưng lại chẳng có cách nào lão cảm giác lên phải thuyền giặc khó mà xuống bị thương sao chú ý thấy bàn tay trái của nghiêu hữu đạo quấn băng trắng quản phương nghi hỏi. Nghiêu hữu đạo cười nhạt, vết thương nhỏ thôi. Quản phương nghi để ý sắc mặt của hắn không nhìn ra được manh mối gì, ánh mắt hơi lảng đi, chợt đưa tay ra hỏi thiên tế đan ta đưa ngài đâu. Nghiêu hữu đạo cười khổ, cho ta rồi còn muốn đòi lại sao. Quản phương nghi trừng mắt, đây là linh đan giá trị trăm vạn, là cho ngài để đề phòng. Nếu là vết thương nhỏ không dùng tới đương nhiên phải đòi lại. Người đó, Nghiêu hữu đạo gật gù có vẻ rất bất đắc dĩ, không nói gì hơn, móc ra một viên thiên tế đan còn nguyên vẹn từ trong đai lưng đưa cho bà ta quản phương nghi nhận lấy kiểm tra một chút xác nhận là thiên tế đan hẳn là nghiêu hữu đạo không bị thương nặng gì nếu không sẽ không giữ lại viên linh đan này kẻ này xưa giờ không phải người biết tiết kiệm có thứ tốt chưa bao giờ chịu dùng thứ kém vu chiếu hành và vân cơ nhìn nhau hai người đều biết nghiêu hữu đạo đã bị thương nặng điều dưỡng mấy ngày mới hồng hào lại hai người cũng biết tây hải yêu vương có đưa cho nghiêu hữu đạo một viên thiên tế đan quản phương nghi cất đan dược đi lại hỏi tình hình trong bí cảnh thế nào nghiêu hữu đạo cười khổ có hơi nguy hiểm cũng phức tạp không nói rõ ngay được sau này hãng nói đi hắn có thể nói cái gì nói mình anh minh cỡ nào có thể lật cổ tay đùa dẫn các thế lực khắp nơi sao hắn có cần phải tự biên tự diễn những điều này sao thấy hắn không muốn nói quản phương nghi trừng mắt còn cần hỏi lại sao người này chuyện gì hắn không muốn nói hỏi nữa cũng bằng không sau đó như hữu đạo hỏi thăm tình hình mao lư sơn trang đại khái đều nằm trong dự liệu của hắn nói xong tình huống đại khái quản phương nghi rất bất mãn hỏi đều là cỏ đầu tường kẻ nào kẻ nấy mượn gió bẻ măng không đáng tin ngài định xử lý thế nào như hữu đạo bình tĩnh đáp người trên đời luôn có lựa chọn luôn có những lúc phải đứng trước ngã rẽ sẽ chẳng ai muốn chọn sự khó khăn trần trừ một lát suy tính một chút xem nên đi đường nào vẫn là chuyện thường tình chỉ cần còn ở chung một con đường là được so đo quá nhiều vô nghĩa thôi Quản Phương Nghi tức giận, biết ngài sẽ vậy mà, lại đây, ta có chút việc muốn nói với ngài." Bà ta kéo tay Nưu Hữu đạo lại, "Chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo thế?" "Chuyện hầu tử mặt hồng, nghe nói là chuyện của Viên Cương," hắn liền lập tức thành thật đi theo bà ta. Sang một bên, Quản Phương Nghi thở dài, "Có một số việc khó mà nói trước mặt người khác, chỉ sợ ngài nằm mơ cũng không nghĩ ra được thân phận của Tô Chiếu kia." Nưu Hữu đạo yên tĩnh nhìn chờ đáp án, Quản Phương Nghi thở dài mấy cái, nhấn mạnh từng tiếng phu nhân của đại đô đốc nước tống la chiếu tên phùng quan nhi nghiêu hữu đạo nhấn mày lại cau mày hỏi nói vậy không phải người của hiểu nguyệt các là ta nghĩ nhiều rồi nếu vậy thì thả ra thôi thả người ta chưa vấn đề hiện giờ không phải là thả hay không thả mấu chốt là ta đã làm theo ý ngài để cho hầu tử và phùng quan nhi kia say rượu ngủ chung quản phương nhi kể lại chuyện đã xảy ra cuối cùng đặc biệt ủy khuất nói cả đời này lão nương chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức như vậy còn bị hầu tử đánh cho một bạt tai nữa. Vì cái gì chứ, muốn đánh cũng phải đánh ngài chứ, ta cho ngài biết, nể mặt mũi ngài, ta không nói ngài ra, chịu oan một bạt tai đấy. Hầu tử ngủ với lão bà của La Chiếu, cơ mặt nghiêu hữu đạo giật giật, chuyện này, thực sự là nằm mơ hắn cũng không ngờ nổi. Nữ nhân kia lại là lão bà của La Chiếu, ai có thể ngờ nổi chứ, hắn liền hỏi, sau đó nước tống không có phản ứng gì à. Quản phương nghi lắc đầu, chẳng có gì, a à, như hữu đạo hơi bất ngờ, xảy ra chuyện thế này mà bên nước tống không có phản ứng gì xa. Có vẻ không bình thường, nghe nói lão bà của La Chiếu là người của Lăng Tiêu Các, tin tức này sẽ không sai, dù là La Chiếu hay Lăng Tiêu Các, theo lý cũng sẽ không nhịn cái nhục này được mới đúng. trầm ngâm một hồi, như hữu đạo thở dài, sợ là việc này lớn rồi. Báo cho Ngũ Lương Sơn cho nhãn tuyến ở kinh thành nước tề nghĩ cách thăm dò tình huống của Phùng Quan Nhi bên ấy. Nếu không còn chuyện gì nữa thì coi như xong. Ngài không việc gì phải kiếm chuyện cho to ra nữa, cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp hay ho, qua rồi cho nó qua luôn đi. Nghiêu hữu đạo cười khổ, hồng nương, ta hiểu rõ hầu tử kia hơn ngươi. Nói khó nghe thì là toàn là cơ bắp, nói dễ nghe chút thì là trọng nghĩa trọng tình, là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu nữ nhân kia vẫn ổn, có lẽ hầu tử sẽ giữ hiên lặng, không tới quấy rầy. nếu nữ nhân kia xảy ra chuyện gì, hắn ta sẽ không mặc kệ ngươi không chú ý, chỉ sợ là hầu tử đã vận dụng nhãn tuyến của ngũ lương sơn rồi. nếu thực sự có chuyện gì trước mắt hắn ta chưa có phản ứng gì là vì ta chưa quay lại, không muốn mau lưu sơn trang xảy ra chuyện gì. bây giờ ta về rồi, phải mau chóng làm rõ tình cảnh của nữ nhân kia, dự báo trước hành động của hầu tử, đừng để hắn ta làm ra chuyện ngu xuẩn gì. quản phương nghi đã hiểu, lập tức đưa tay gọi hứa lão lục tới dặn dò. hứa lão lục đi rồi, bà ta cực kỳ lo lắng nói, hiện giờ yến triệu đang hòa đàm ngài cưỡng ép bốc lên chiến sự chơi quá giới hạn sợ là ba phái lớn đang tức giận đấy ta đã giết trưởng lão ba phái lớn của nước triệu ở thiên cốc việc này không phải đã đắc tội một nhà mà đắc tội với toàn bộ ba phái lớn của nước triệu có thể nói có liên quan tới việc người nước triệu tiến vào bí cảnh thiên cốc bị toàn diệt ta và bọn họ đã kết tử thù quốc lực của cả nước triệu là uy hiếp quá lớn đối với ta giữ lại sau này sẽ đem tới rất nhiều phiền phức vẫn phải nhân cơ hội này diệt nước triệu đi triệt để hủy đi thổ nhưỡng cho ba phái đó diệt quốc quản phương nghi kinh hãi theo nghiêu hữu đạo lâu như vậy tới giờ phút này bà ta mới ý thức được bất chi bất giác hắn đã tích góp được năng lượng rất lớn nghĩ một vòng bà ta thở dài xem ra thực sự là tiện nghi cho hiểu nguyệt các rồi nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói chưa nói tới tiện nghi gì bọn họ ẩn tàng quá sâu nổi lên mặt nước mới dễ nhổ tận gốc nhổ tận gốc hình ảnh ngôi mộ bên ngoài mao lư sơn trang xuất hiện trong đầu quản phương nghi bà ta hỏi chẳng lẽ trong bí cảnh hiểu nguyệt các không giúp gì được ngài nghiêu hữu đạo đáp bàn việc chuyện nào ra chuyện ấy. nếu ta không có giá trị lợi dụng bọn họ sẽ giúp ta sao từ góc nhìn này thì là họ giúp ta nghĩ về toàn cục là hợp tác lợi dụng lẫn nhau mà thôi đừng nói đến chuyện giúp hay không giúp người thực sự giúp đỡ ta ta tự sẽ nhớ kỹ Quản phương nghi thở dài, xem ra ngài vẫn chưa quên hắc mẫu đơn chết thế nào. Đạo gia, ngài vẫn luôn rất rộng lược, vì sao lần này không thể buông bỏ. mươi 1235, đến con chó cũng không trông được. Nghiêu hiểu đạo đáp, trong giọng nói không có chút tình cảm nào, hồng nương, ta là nam nhân, có một nữ nhân chết để cứu ta, tình này, ta không thể trả, chỉ có thể trả lại một câu công bằng cho người chết. Ta cũng không phải kẻ dai dẳng mãi không buông bỏ, có thể đi qua, đương nhiên là tốt, nhưng có thể qua được sao? Hiện giờ hiểu nguyệt các có thể hợp tác cùng ta, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể hợp tác. Bọn họ sẽ không chỉ giới hạn khởi sự thành công sẽ dừng lại, Nam Châu làm sao có thể xa suốt được, sớm muộn gì hai bên cũng phát sinh xung đột. Kinh thành nước tống, trên chiều đường, chư vị quan viên đang bàn luận ẩm ý về chuyện nước Yến khai chiến với nước triệu. Hoàng đế nước tống mục chát ngồi trên ghế cao chấp chính, thân sắc nhàn nhạt, nhạt như có vẻ không quan tâm, trong bụng đang nghĩ về chuyện lúc trước thương thảo với mấy vị đại thần trong ngự thư phòng. Chuyện cơ mật thật sự sẽ không được bàn luận trên triều đình, rất dễ lộ bí mật. Trước đó, khi nhận được tin từ Mao Lư Sơn Trang ở nước Yến, lão cùng mấy vị đại thần thương nghị vẫn còn hơi do dự. Lời như hữu đạo nói có tác dụng không? Thực sự coi ba phái lớn của nước Yến chỉ là đồ bài trí thôi sao? Xem nước Yến bất ngờ khai chiến với nước triệu, hoàn toàn không thể xảy ra khi ba phái lớn có thể khống chế triều đình, điều này khiến cho nước Tống ý thức được Ngưu Hữu Đạo đã nắm giữ thực quyền rất lớn về mặt quân sự ở nước Yến. Ngưu Hữu Đạo đang nhắc nhở rõ ràng, các người cầu người khác không được mới tới cầu ta. Nhận được tin khai chiến, Mục Trác và mấy vị đại thần bí mật chọn ra nhân tuyến, lập tức phái người tới Mao Lưu Sơn Trang tìm Ngưu Hữu Đạo trao đổi. Nói trao đổi là tự thiếp vàng lên mặt mày, thực tế là đi xin người ta, phái người bí mật đem lợi ích tới dâng cho người ta. Mỹ sắc, Mỹ nữ, Mỹ nhân, chỉ cần nước tống có, chỉ cần như hữu đạo muốn, vị sứ thần bí mật kia đều có thể đồng ý. Còn về tiền tài, trong một mức độ nhất định, như hữu đạo muốn thế nào cũng có thể đồng ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xác định xem như hữu đạo có thể khiến cho Bắc Châu nước Yến suốt binh tiến đánh nước Tấn, bức bách nước Tấn triệt binh, giảm bớt áp lực cho nước Tống không. Khai chiến, xác nhận khai chiến, đại quân Hàn Tống rằng co ngoài tiền tuyến, trong đại trước, biết Yến triệu khai chiến, kim tước liên tục hỏi. Xác nhận tình huống này là thật, không phải diễn trò, mà là đánh thật, kim tước nhẹ nhàng thở ra, quay sang hạ lệnh cho chư tướng, lệnh cho tướng sĩ tuyến đầu mau chóng chuẩn bị, nghe quân lệnh của ta, lúc nào cũng có thể phát động tấn công quân tống. Vâng, chư tướng chắp tay lĩnh mệnh, thực ra có không ít người thầm buồn cười, trước đó, kim tước đã bị một phong thư cảnh cáo của Ngưu Hữu đạo dọa cho mất mật. Ngưu Hữu đạo có thể ra lệnh cưỡng chế nước Hàn Đình chỉ tấn công nước tống, quả thực là một trò đùa lớn rồi. Tất cả mọi người đều nói không cần để ý, nhưng Kim Tước lại tương đối cẩn thận, nói rằng không thể khinh thường như hữu đạo này, có ảnh hưởng rất lớn đến thế lực nước thương. Người này trực tiếp nhảy ra, có nghĩa muốn giao thủ trực tiếp, không thể qua loa được. Ông ta đã phái nhân mã tới để phòng nhân mã Bắc Châu của nước Yên. Lúc này, tin tức Yến Triệu khai chiến vừa ra, quả nhiên đã chứng minh suy đoán của mọi người rằng Nhiêu Hữu Đạo chỉ đang hù dọa bên này thôi. Nước Yến không thể có khả năng đồng thời giao chiến với hai nước, muốn chết thì còn tạm được. Vậy mà hết lần này đến lần khác vì tư mã ổn định này lại bị dọa đến mất mật, giờ chắc ông ta đã phát hiện ra đây chỉ là một chuyện tiếu lâm rồi chứ. Dù đám người đang cười nhưng thực sự không ai biết trong lòng Kim Tước vẫn cẩn trọng như nhất, vẫn lo lắng lời nói của Ngưu Hữu Đạo là thật. Ông ta quả quyết phát hiệu lệnh chuẩn bị tấn công là quyết định thừa dịp hai nước Yến Triệu khai chiến, tăng tốc tấn công nước Tống, tranh thủ hai nước Yến Triệu quấn lấy nhau mà giải quyết cho xong nước Tống. Chư tướng giải tán, Kim Tước nói với văn thư trong trướng, nghĩ thư thượng tấu, dặn triều đình liên hệ với ba phái lớn đốc xúc ngô công lĩnh phối hợp với thế công của quân ta, tranh thủ sớm ngài giải quyết xong nước tống. Đề nghị với triều đình, trước mắt không ngại đáp ứng với một vài điều kiện hà khắc của ngô công lĩnh, sau này tính sổ lại cũng không muộn. Nhắc đến ngô công lĩnh này ông ta cũng đau đầu, đánh ngỗng lại bị nhạn mổ mắt, ông ta còn cho rằng ngô công lĩnh là đối tượng mình có thể thoải mái chơi đùa, ai ngờ lại là xài lang hổ báo. Thế lực mới bất ngờ xuất hiện này khiến cho ông ta trở tay không kịp, không thể làm gì ngô công lĩnh. Người ta có thiên nữ giáo làm chỗ dựa, binh lực nước hàn cách nước tống và nước yến cũng không thể uy hiếp ngô công lĩnh. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngô công lĩnh chiếm phía nam nước tống, lại còn kinh doanh ra hình ra vẻ. Trước đó, ai cũng cảm thấy ngô công lĩnh khó mà tồn tại được lâu, vì lòng người không có ai ủng hộ ông ta. Ai ngờ ngô công lĩnh lại mau chóng chiếm địa bàn, ổn định lòng người, cũng dần dần có được thành tựu. Có lẽ loạn nước Hàn bên này cũng có ảnh hưởng đến nước Tống. Nghe nói ngô công lĩnh còn tuần tra tứ phía, làm chủ cho dân, chơi trò siếc vùng đao chém người, giải oan làm chủ cho không ít bình dân, được không ít khen ngợi ủng hộ. Đoàn tuần tra đi rồi, bách tính khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiến, ngô công lĩnh lệ nóng doanh trọng nhận không ít tấm biển thanh thiên đại lão ra. Thậm chí, gặp chuyện, ông ta còn khóc lóc rối tinh rối mù trước mặt bách tính, không ngại quỳ xuống nhận lỗi với bách tính, rằng mình quản giáo không tốt, khiến cho bách tính cảm động cũng quỳ xuống mời ông ta đứng đậy. Có người thấy lạ, ở địa phương vừa cướp được này toàn lưu dân tứ phương tụ tập có vài vụ đánh cướp nhiễu loạn cũng dễ hiểu nhưng lấy đâu ra nhiều án oan như thế không cha thì thôi cha một cái mới phát hiện tất cả án oan máu cho kia đều là do một tay ngô công lĩnh dựng kịch trách không được một võ tướng sách đao lại có thể xử án như thần tấm biển thanh thiên đại lão ra gì đó cũng là ngô công lĩnh sai người bí mật làm người biết ngô công lĩnh có ai không biết trước kia ông ta đã từng làm đâu có ít chuyện cướp bóc đốt giết cưỡng bức dân nữ Thế mà lại bắt đầu chơi trò siết quỷ gối trước bách tính Tóm lại là Chưa ai từng gặp được kẻ nào không cần mặt mũi Không biết xấu hổ như thế Hết lần này đến lần khác Gia hỏa vô sỉ này không có lấy một lần đỏ mặt Chuyện mất mặt nào cũng có thể làm ra Không hề sợ người ta chê cười Vẫn cứ mặt dày vô sỉ không ngừng tiếp tục diễn mấy trò này mà không biết mệt Biết rõ ông ta đang lấy lòng người Nhưng Hàn, Tống đều không làm gì được ngô công lĩnh Nước Hàn với tay không tới Nước Tống thì không muốn hai mặt thụ địch đành dương mắt ngồi nhìn ngô công lĩnh phát triển an toàn. Với nước tống mà nói, đáng giận hơn cả là, con dân nước tống, nhất là những hào môn nhà giàu kia, lại phát huy trọn vẹn ưu thế của mình, không ngại vất vả giúp ngô công lĩnh trấn an lòng người, thực sự là giúp cho ông ta một đại ân, giúp cho ông ta nhanh chóng đứng vững trong lãnh địa mới chiếm được, chọc cho triều đình nước tống tức giận muốn nôn ra máu. Trong hoàng cung nước Yến, ba người đồng mạch, thương vĩnh trung, cao kiến thành đi ra khỏi ngự thư phòng, sắc mặt đầy nghiêm trọng bên nam châu không nể mặt triều đình ngang nhiên phát động chiến tranh với nước triệu hoàng đế bệ hạ tức giận thậm chí còn nhục mạ tới cả ba phái lớn mắng ba phái lớn là phế vật đến con chó cũng không trông được lại bị chó nó cắn cho một cái yến triệu hòa đàm đồng mạch ra sức không ít một năm trước chiến sự nước triệu không ngăn được nam châu binh phong khén cho đồng mạch sát sợ hãi đánh một trận với nước tống khí thế nam châu ở nước yến như mặt trời ban trưa các châu các phủ không ai dám trêu chọc ép triều đình tới không thuở nổi Chương 1236, trở về là tốt một. Cứ tiếp tục thế này, nếu Nam Châu khuếch trương được địa bàn, thế lực bành trướng, hậu quả thực sự khó mà liệu nổi. Cừu hận kéo dài với Ninh Vương Thương Kiến Bá khiến cho lão sợ hãi không thể sống yên ổn. Nếu Thương Triều Tông đắc thế, dù triều đình không đổ, đồng mạch lão cũng mất đường lui. Một khi Thương Triều Tông mang thù, bất kỳ lúc nào đồng mạch lão cũng có thể trở thành điều kiện để Thương Triều Tông thỏa hiệp với triều đình. Một lý do thanh quân chắc là đủ để chơi chết lão rồi thấy chiến sự đông kết sắp tan, đồng mạch không thể ngồi yên xem nữa, viện lý do tương tự, khơi lên tâm bệnh của thương kiến hùng. Thế là lão âm thầm liên hệ với nước triệu bên kia. Trên chiến trường, tình thế nước triệu không ổn, thế công bị đánh cho thành thủ, nhưng chủ động bới ra chiến sự, không thể tự xuống đài được, ai mà vứt bỏ được quốc thổ chứ. Lúc này, nước Yến chủ động cầu hòa, đương nhiên song phương ăn nhịp với nhau. Chủ động cầu hòa đương nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi tương đối. Điều kiện ngưng chiến là nhân mã nước Yến phải lui về, trả đất đai nước Triệu đã chiếm được cho nước Triệu. Thứ mà bao nhiêu tướng sĩ nước Yến rơi đầu lâu vẩy máu nóng xuống mới lấy được, với thương kiến hùng và đồng mạch, cũng không quan trọng. Triều đình cực lực khuyên bảo, ba phái lớn cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Nước Yến không thể chiếm được nước Triệu, đánh xuống cũng là được không bù nổi mất, đánh đến mức nước Triệu không dám xâm phạm là đã đạt mục đích rồi, trả lại đất đai cho nước Triệu, liên thủ với nước Hàn, hóa giải uy hiếp ở bắc bộ nước yến là lựa chọn tốt nhất sự sắp thành rồi đột nhiên nghiêu hữu đạo trở về đồng mạch bi phấn cực độ vì sao tặc tử kia vẫn còn sống mà về vậy tặc tử kia vừa đến tất cả liền lộn xộn hắn mặc kệ hòa đàm mặc kệ triều đình thậm chí là mặc kệ cả ba phái lớn trực tiếp khai chiến với nước triệu trong cơn nóng giận nước triệu để lộ ra nội tình triều đình nước yến cầu thả nhượng bộ khiến cho thần dân yến kinh xôn sao không ngừng đương nhiên bên này có thể dùng lý do kẻ địch làm nhiễu loạn lòng người để dỗ yên dân chúng, nhưng hoàng đế phẫn nộ thì không tránh được. Thương Vĩnh Trung than thở, Trần An, tướng ra không cần lo lắng. Lần này Nam Châu chọc giận ba phái lớn rồi, bọn họ chưa chắc đã có quả ngon để ăn. Đồng mạch lạnh lùng không đáp lại, đương nhiên ông ta cũng hy vọng điều này, nhưng thực sự Nam Châu chỉ xúc động nhất thời thôi sao. Cao Kiến Thành cũng nhíu chặt mày, chẳng những nghiêu hữu đạo đã về được từ bí cảnh mà còn giành được cái hạng nhất. Ông ta vừa thở phào, ai ngờ hắn lại làm ra việc này. Ông ta cũng không biết suốt cuộc hắn nghĩ thế nào, trắng trợn đối nghịch với ba phái lớn như vậy được sao. Nghiêu hiểu đạo vừa về đã cường thế như thế, thậm chí còn có vẻ hơi quá mức, khiến cho ông ta rất lo lắng. Ông ta cũng hy vọng hành động này của hắn không phải xúc động nhất thời, nhưng lần lượt hãm các nước như vậy, thực sự không nhìn ra cưỡng ép khai chiến với nước triệu sẽ có lợi ích gì, nhưng kết quả sẽ bị ba phái lớn của nước yến tính sổ là có thể nhìn thấy khá rõ. Nước tấn, thiệu bình ba hiện tại tâm trạng rất nặng nề nhanh chóng đi vào bên trong hoàng cung nghiêu hữu đạo lại không chết sau khi tới bên này đầu nhập vào thái thúc hùng vì để cho thái thúc hùng yên tâm cũng bởi vì y biết được mình nói chuyện với ai đều bị người theo dõi cho nên y hầu như không liên lạc với giới tu hành như vậy nên kết quả của bí cảnh thiên đô là như thế nào y cũng không rõ lắm tới tận vừa nãy khi được thái thúc hùng gọi tới nói là nhận được tin tức từ nghiêu hữu đạo gửi tới muốn liên hợp lại tấn công nước vệ và tề Thái Thúc Hùng còn muốn hỏi ý kiến của y xem thế nào. Lúc đó y mới biết được, chẳng những nghiêu hữu đạo còn sống từ trong bí cảnh đi ra, còn có thể lực áp quần hùng, giành quán quân tại bí cảnh thiên đô năm nay. Chưa nói tới những nước khác, chỉ nói những người nước tấn bên này tham gia bí cảnh thiên đô đều nhận được mệnh lệnh, khi gặp được nghiêu hữu đạo ở bên trong thì hãy giết chết, nghiêu hữu đạo làm sao có thể còn sống mà đi ra cơ chứ. Như vậy mà nghiêu hữu đạo còn không chết, điều này làm tâm trạng y rất kém. Trước khi đi vào bên trong, sắc mặt của thiệu bình ba đã bình tĩnh lại, đi vào trong, rồi tới gần Thái Thúc Hùng đang ngồi sau án, hành lễ. Sau khi chào hỏi, thiệu bình ba nói thẳng vào chuyện chính, như hữu đạo muốn liên hợp với bệ hạ tấn công vệ và tề, việc này có thể tin hay không? Thái Thúc Hùng chỉ vào hai trang giấy trên mặt bàn, đại tổng quản đạo lược hiểu ý bèn cầm lấy rồi đưa cho thiệu bình ba xem. Trước đó còn muốn hỏi ngươi xem có đáng tin hay không, thật không ngờ lại có tin tức mới chuyển tới. như hữu đạo phá hủy cuộc hòa đàm giữa nước Yến và Triệu, rồi sau đó lại tấn công nước triệu, người cũng xem tin tức này đi. Thái Thúc Hùng bình tĩnh mà nói, Thiệu Bình Ba cầm hai mảnh giấy ở trên bàn lên rồi đọc, sau khi đọc xong thì cảm thấy khá kinh ngạc mà hỏi lại, bệ hạ, hắn lấy binh lính ở đâu ra mà muốn liên hợp với bệ hạ tấn công nước vệ và tề. Hiện tại hắn lại còn chủ động dựng lên chiến tranh với nước triệu nữa, chiến tranh một lúc với cả ba quốc gia, ai cho hắn tự tin này. Thái Thúc Hùng cũng không hiểu, vậy ngươi nói xem, hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn dùng chuyện này để quấy rối chúng ta? Thiệu Bình Ba đi tới, thả xuống hai mảnh giấy lên bàn, như hiểu đạo không quan tâm tới ba phái lớn của nước Yến huy hiếp, cố ý phát động chiến tranh, sau đó lại gửi thư muốn liên thủ với bệ hạ, thật sự là khó tin. Những hành động kỳ lạ của Ngưu Hữu Đạo chỉ xảy ra sau khi thoát khỏi bí cảnh thiên đô, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới làm cho hắn phải hành động như vậy. Bệ hạ, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra trong bí cảnh hay không? thái thúc hùng thở dài đã sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy khi trước không nói cho ngươi bởi vì chấm cũng không rõ ràng cho lắm còn đang liên lạc với khí vân tông để tìm hiểm thông tin thiệu bình ba hỏi tiếp tình hình như thế nào thái thúc hùng lắc đầu hiện tại thì khí vân tông cũng không rõ ràng cho lắm thiệu bình ba kinh ngạc khí vân tông cũng có người tham gia bí cảnh thiên đô mà tại sao lại không biết xảy ra chuyện gì thái thúc hùng nhắm mắt lại nói năm nay những người tham dự vào bí cảnh thiên đô của khí vân tông vẫn chưa có người nào còn sống trở về toàn quân bị diệt cho nên khí vân tông cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong bí cảnh hả thiệu bình ba giật mình cuối cùng cũng biết tại sao thiệu bình ba lại không vui vẻ gì theo lịch sử ghi lại thì chưa có lần nào khí vân tông thảm như lần này thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà vậy tại sao không hỏi những người khác xem tình hình bên trong là như thế nào thái thúc hùng cũng còn đang điều tra trưởng môn đã tự mình dẫn đầu một đám cao thủ của khí vân tông đi hải ngoại, tới nay còn chưa về, vẫn đang tìm đám yêu ma quỷ quái của Tứ Hải. Tìm đám yêu ma quỷ quái của Tứ Hải làm gì vậy? Thiệu Bình Ba cảm thấy hơi khó hiểu, thái thúc hùng lật trong một chồng hồ sơ ở trên bàn, rút ra một tờ rồi ném cho y, đây chính là thông tin từ khí vân tông truyền tới về bí cảnh thiên đô năm nay, người tự mình xem đi. Thiệu Bình Ba vội vàng cầm lên rồi đọc, càng đọc càng giật mình, cái tên kia lại dám giết người tại phiêu miếu các, mà người bị giết là ba trưởng lão chủ quản của nước triệu nữa. Trước đó y còn không thể hiểu được tại sao Nghiêu Hiếu Đạo lại trở nên kiêu ngạo như vậy, lực áp quần hùng cướp đoạt vị trí thứ nhất, rất không giống với phong cách của hắn khi còn ẩn phía sau màn, điều khiển mọi thứ tại Nam Châu. Lúc này y mới biết Nghiêu Hiếu Đạo không thể không cướp đoạt vị trí thứ nhất, nếu không có được vị trí thứ nhất thì ngay cả tính mạng, hắn đều không thể giữ nổi. Trường 1237, trở về là tốt hai. Cũng biết được trưởng môn của khí vân tông tại sao lại tới hải ngoại tìm lũ yêu ma quỷ quái kia, bởi vì giải thưởng quán quân của Ngưu Hữu Đạo đã đưa cho người của hải ngoại, đã nói rõ rằng để có được vị trí thứ nhất thì Ngưu Hữu Đạo đã liên thủ với người hải ngoại, một phe phát tài, một phe bảo vệ tính mạng. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện khó hiểu, y rất muốn biết trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tình báo lại không đủ, khí vân tông cũng chỉ biết được một vài chi tiết thi ra ngoài thiên cốc mà thôi. Không có tình báo, y không thể nào làm ra quyết định chính xác được. Mặc dù như vậy, thế nhưng chỉ cần dựa vào chút tình báo mà y có được cũng làm y khó chịu vô cùng, toa như lai gần như đã đưa Nghiêu Hữu Đạo vào một con đường chết rồi, thế mà hắn vẫn còn sống sót được. Để Nghiêu Hữu Đạo thoát khỏi tình hình nguy hiểm như vậy, làm y khó chịu vô cùng. Khi thấy được sắc mặt khó nhìn của Thiệu Bình Ba thì Thái Thúc Hùng cũng thở dài, như vậy cũng có thể làm hắn trở về từ cõi chết, lại vẫn có thể giành được quán quân, chắc chắn không phải là do may mắn có lẽ người nói đúng nghiêu hữu đạo là một nhân vật rất nguy hiểm bây giờ nói những lời ấy được cái gì chứ thiệu bình ba gấp tờ giấy lại thả xuống bàn lần này nước triệu gặp nguy hiểm thái thúc hùng ồ lên tại sao chỉ bởi vì hắn đã giết chết trưởng lão chủ sự ba phái lớn của nước triệu hay sao thiệu bình ba gật đầu hắn là loại người rất lý trí đừng hy vọng hắn sẽ kích động mà làm liều nam châu ở ngay bên cạnh nước triệu nếu mà hắn không cảm thấy được sự uy hiếp mạnh mẽ từ nước Triệu thì hắn sẽ không bao giờ chống đối ba phái lớn của nước Yến, nhấc lên chiến tranh với nước Triệu. Vì chuyện này mà hắn không tiếc vượt qua ranh giới chịu đựng cuối cùng của ba phái lớn nước Yến, đã biểu hiện rõ ràng quyết tâm phá hủy nước Triệu của hắn. Thái Thúc Hùng hơi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, người cảm thấy quân đội nước Yến hiện tại có thể hủy diệt được nước Triệu sao? Hay là hắn định phát động chiến tranh để lấy ưu thế trên bàn đàm phán? Thiệu Bình ba hiểu ý của ông ta lắc đầu, bởi vì tình báo có hạn nên vi thần cũng không chắc chắn, những phán đoán trên là do vi thần căn cứ vào phong cách của Ngưu Hữu Đạo mà ra. Cứ chờ đợi thêm đi, cuối cùng cũng sẽ rõ ràng cả thôi. Bọn chúng đánh nhau cũng không phải là chuyện xấu. Thái Thúc Hùng xua tay, tạm thời không quan tâm tới chuyện này nữa, nói sang chuyện khác, nghe nói bên phía nước vệ có tiến triển khá tốt. Tại Thiên Vi Phủ, Tây Môn Tình không cũng đã trở về. Huyền Vi nghe tin, vội vàng chạy ra bên ngoài khi vừa ra ngoài phòng thì thấy được tây môn tình không đang đi tới hai người cùng dừng lại nhìn đắm đuối tây môn tình không rất muốn đi tới ôm người phụ nữ trước mặt này vào lòng thế nhưng có rất nhiều người ở bên cạnh nên y cũng không làm như vậy chỉ nói bằng giọng bình tĩnh huyền vi huyền vi mỉm cười trở về là tốt rồi quay người mời ta đã chuẩn bị tiệc rượu đợi người trở về tây môn tình không đi tới hai người sóng vai đi trên hành lang đang đi trên đường thì huyền vi hỏi thăm vài câu Ta nghe nói người đưa một đệ tử của Thượng Thanh Tông trở về, Đường Nghi nghe thấy vậy thì lập tức tới đón. Chỉ là một đệ tử của Thượng Thanh Tông mà thôi, tại sao người lại tự mình đưa trở về cơ chứ? Tây Môn Tình không, người kia rất đặc biệt, ta thích. Hả? Huyền Vi hơi kinh ngạc, bởi vì theo nàng ta biết thì người đệ tử của Thượng Thanh Tông kia là một người đàn ông mà, có thể làm cho Tây Môn Tình không cũng yêu thích thì thật sự làm nàng ta cảm thấy rất tò mò, nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ gặp hắn một lần. Hai người đi lên tầng lầu cũng không nói thêm cái gì, sau khi cả hai đều ngồi xuống vị trí của mình thì Huyền Vi tự mình rót rượu cho Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không cũng không nhịn được nữa, khi thấy xung quanh không còn người nào liền cầm chặt lấy bàn tay mềm mại đang rót rượu của Huyền Vi. Cơ thể của Huyền Vi hơi run lên, trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng, gương mặt ửng hồng, nhanh chóng nhìn xung quanh rồi hơi giãy dụa tượng trưng, Tình Không, người khác nhìn thấy thì không tốt lắm. Tây Môn Tình Không nghe vậy thì cũng không kích động nữa, buông tay của nàng ta ra hai người ngồi đối diện cùng uống một ly thì cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại huyền vi hỏi tại sao ta đưa phi cầm tới đón người người lại không nhận mà tới tận bây giờ mới trở về tây môn tình không nếu như chỉ một mình ta thì không quan trọng lắm muốn tránh né để khỏi chết rất đơn giản thế nhưng mà ta đi cũng không phải là một mình những người kia không tìm được cơ hội ra tay với ta trong bí cảnh ta sợ bọn chúng sẽ đuổi giết ta khi ở bên ngoài cho nên tránh né một khoảng thời gian cẩn thận như vậy cũng tốt Huyền Vi xoa cằm, người cũng vậy, bí cảnh rất là nguy hiểm, ta đã nói rồi, người hãy bảo vệ chính mình là được rồi. Mặc dù nàng ta nói không rõ ràng nhưng Tây Môn Tình không cũng hiểu ý của nàng ta, ý là Ngụy Đa chỉ là một gánh nặng mà thôi, lúc đầu ta còn tưởng rất nguy hiểm, thế nhưng mà lần này lại khác, nhờ có Ngưu Hữu Đạo nha. Huyền Vi kinh ngạc hỏi lại, chuyện gì vậy? Tây Môn Tình không, ta cũng không rõ ràng, chỉ là dựa vào kết quả cuối cùng mà đoán ra thôi. Sau khi vào trong bí cảnh không lâu, đám yêu ma quỷ quái của tứ hải kia quấy rối khắp nơi, ta cũng không biết là có liên quan tới nhiều hữu đạo hay không, kết quả cuối cùng làm cho người của bảy nước trở thành thần hồn nát thần tính, sau đó cả hai phe tấn công lẫn nhau, dẫn tới việc một vài người kia không có cách nào quấy rối ta, từ đầu tới cuối ta đều không gặp phải khó khăn gì, rất thuận lợi. Không chỉ mình ta, mà một số người khác trên đan bảng cũng đều như vậy. Hầu như các cao thủ đan bảng lần này đều không bị chết, mà thương vong hầu như đều là người của bảy nước. Huyền Vi lúc này mới hiểu, Ánh sáng trong mắt nàng ta xuất hiện liên tục, chuyện gì đã xảy ra ở bên trong bí cảnh? Tại sao Ngưu Hữu Đạo có thể trở thành quán quân? Ngay từ đầu ta đều đi một mình, cho nên không rõ ràng lắm. Tây Môn Tình không thật sự là không rõ ràng, thế nhưng Huyền Vi đã hỏi thì y cũng chỉ có thể nói hết những gì mình biết, sau đó tổng kết lại, trong nghịch cảnh mà vẫn sống tốt, còn có thể trở thành quán quân thì Ngưu Hữu Đạo thật sự là tài giỏi. Nếu như ta là hắn thì ta sẽ thất bại rất thảm. Lúc đầu còn muốn ta bảo vệ hắn nữa thật sự là coi thường hắn rồi. Huyền Vi nâng chén đặt lên môi, cứ giữ tại đó thật lâu, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì mới nhấp rượu trong chén rồi đặt xuống, cái tên đó vừa ra khỏi bí cảnh đã gây náo loạn không nhỏ rồi, không để ý tới ba phái lớn nước Yến, phá hủy cuộc nghị hòa giữa nước Triệu và nước Yến, rồi phát động chiến tranh với nước Triệu. Tây môn tình không ngồi ngay ngắn, gật đầu, trên đường trở về ta cũng đã nghe nói qua, cái tên này thật sự là có cách suy nghĩ khác biệt với ta, chơi toàn thứ kích thích huyền vi mà người đã nghe nói gì chưa hắn vừa ra khỏi bí cảnh đã đưa tin cho ta định uy hiếp ta nói rằng nước vệ của ta ở trong bí cảnh chọc giận hắn hắn muốn phát động chiến tranh với nước vệ thật sự là buồn cười ta sẽ chống mắt lên xem hắn lấy đâu ra binh lính để uy hiếp nước vệ chúng ta tây môn tình không nhíu mày khi ta gặp mặt nghiêu hữu đạo thì bằng vào trực giác ta cảm thấy hắn không phải loại người sẽ nói đùa đâu hắn đã nói như vậy thì nàng hãy cẩn thận hơn huyền vi cười rất tự tin người quá lo rồi Ta chắc chắn là hắn không có điều kiện phát động chiến tranh với nước vệ. Tây Môn Tình không, Huyền Vi, những chuyện này ta thật sự là không hiểu được, nàng đã nói cho ta trở về. Huyền Vi hơi ngượng ngùng, chờ một thời gian đã, bệ hạ còn đang tiếp nhận triều chính, ta không thể buông tay lúc này được, phải cho bệ hạ thời gian quen thuộc. Chương 1238, Như Hữu đạo tự mình nói cho chúng ta. Tây Môn Tình không thật là vui vẻ, là do ta suy nghĩ nhiều rồi, hóa ra nàng đã sắp xếp từ lâu. Huyền Vi lắc đầu, cũng không phải là ta sắp xếp, mà là tính tình của bệ hạ đã thay đổi, bắt đầu vào chiều, cũng bắt đầu hỏi chuyện về chiều chính, ta cũng rất vui vẻ. Hãy cho ta một thời gian để có thể trao quyền cho bệ hạ. Tây môn tình không cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì quen biết đã nhiều năm như vậy, tính tình của huyền thừa thiên như thế nào thì y rất rõ, thế mà bây giờ lại chủ động tiếp xúc tới chiều chính sao. Mặc dù y rất hy vọng huyền vi có thể theo mình cao chạy xa bay, thế nhưng y cũng không muốn huyền vi lo lắng cho nước vệ, cho nên hỏi lại, nàng xem, khi ta rời khỏi thì Bệ Hạ lại đột một thay đổi tính tình, sẽ không có vấn đề gì chứ? Huyền Vi cười, nếu Bệ Hạ muốn xử lý chuyện triều chính thì đó là chuyện tốt, có ta ở bên cạnh trông coi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu Huyền Vi cũng nói như vậy thì Tây Môn Tình không cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ là do mình quá lo lắng mà thôi, chỉ cần Huyền Vi không sao là đủ rồi, còn những chuyện khác thì y không muốn suy nghĩ quá nhiều. Trời trong biển xanh, phía xa xa có một hòn đảo xuất hiện ở phía chân trời. Có một đàn phi cầm cỡ lớn dần dần xả xuống nơi đó. Đám người này chính là tu sĩ của các quốc gia rời khỏi Thiên Đô Phong đuổi giết đám người của Tứ Hải. Những người này đều là các tu sĩ của bảy quốc gia, trừ tu sĩ của nước Yến và nước Triệu gia thì đầy đủ hết. Nhóm người này đuổi từ đất liền ra tận Hải vực Biển Đông, khi sắp đuổi kịp thì đám yêu ma quỷ quái kia lại chui vào trong biển, từ đó mất dấu. Tu sĩ của năm quốc gia kia lại không định dễ dàng bỏ qua như vậy, bắt đầu đại khai sát giới tại Biển Đông giết sạch dân chúng trên những hòn đảo nào họ bắt gặp, khi thấy tu sĩ nào của hải ngoại đều giết sạch, mục đích là muốn ép đám người của tứ hải ra. Hòn đảo phía trước chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Uyên, trên mặt biển đột ngột xuất hiện từng cột sóng bắn mạnh lên trời, bắn thẳng tới đám phi cầm đang bay phía trên. Đám phi cầm sợ hãi bay hỗn loạn, cũng may người điều khiển chúng nó cũng không tầm thường, dùng pháp lực đập tan những cột sóng bắn tới. Ngao, một tiếng gầm rung trời từ phía dưới truyền tới, Sóng âm làm cho não người xuất hiện cảm giác hôn mê, màng nhĩ đau nhức. Tu sĩ có thể dùng pháp lực ngăn cản, thế nhưng phi cầm lại không chịu đựng được, cho nên tu sĩ của năm nước vội vàng thả đám phi cầm này bay lên trời cao, còn mình thì rơi xuống dưới, dùng pháp lực lướt xuống, lượn vòng vòng trên không rồi lướt xuống mặt biển. Khi bọn họ còn lượn vòng vòng trên không thì có một con thú biển khổng lồ nổi lên trên mặt biển, cơ thể nó khổng lồ giống như một hòn đảo, cổ như một ngọn núi dựng đứng, răng nanh như mang đá miệng há ra như một cái chậu máu, đó chính là bá chủ trong biển, tên là Phiên Hải thú. Dòng nước chảy xuôi xuống theo đỉnh đầu của nó, mà trên đầu của nó lại có một đám người đang đứng, đó chính là đám người tứ hải đang bị đuổi giết. Nơi đây tuy rằng là địa bàn của Đông Hải Đại Thánh, thế nhưng khi bị đuổi giết thì tách ra là một sự lựa chọn không khôn ngoan, hơn nữa còn bị năm nước đuổi giết, cho nên đám người Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ đều ở đây. Không chỉ có vậy, trên mặt biển xuất hiện liên tục từng con thú biển khổng lồ trên lưng chúng đều có người mấy ngàn yêu tu của hải vực đông hải liên tục xuất hiện cũng coi như là bị tu sĩ của năm nước ép ra ngoài điều này cũng bình thường tu sĩ của năm nước chạy tới đông hải giết người nếu mà đông hải đại thánh không dám ra mặt ngăn cản thì người của đông hải ai còn tin phục đông hải đại thánh nữa chứ tu sĩ của năm nước không sợ chút nào liên tục hạ xuống mặt biển đứng trên ngọn sóng ngẩng đầu lên nhìn đám người ở trên lưng thú biển đừng khinh người quá đáng đừng quên nơi này là nơi nào, nơi này cũng không phải nơi các ngươi muốn làm gì cũng được. Đông Hải Đại Thánh tức giận mắng mỏ, Phi, một đám yêu ma lại cũng dám xưng là người hay sao? Thái Thúc Phi Hoa khinh bỉ, định so số người với chúng ta hay sao? Người có tin không, liên minh bảy quốc chúng ta tập hợp số lượng lớn người di cư tới trên biển, chiếm toàn bộ các hòn đảo mà các ngươi đang ở. Trưởng môn huyền binh tông Bắc huyền cười lạnh, lão già, đừng nói quá như vậy chứ, trên biển có vô số hòn đảo, làm sao có thể chiếm hết được phải nói như này nếu gặp đảo nhỏ thì phá hủy tới cả hòn đảo cỡ chung cũng cho nó chìm xuống đáy biển đi còn lại những hòn đảo cỡ lớn thì chiếm đóng đuổi bọn này xuống biển cho bọn chúng trở thành người cá cũng tốt đông hải đại thánh gầm lên nói khoác mà không biết ngượng có giỏi thì thử xem giáo chủ thiên nữ giáo chỉ thanh lệ vung tay áo chỉ vào bọn người phù hoa đừng nói nhảm sao những người đã giết đệ tử thiên nữ giáo chúng ta ra 300 triệu kim tệ của Ngưu Hữu đạo coi như là tiền bồi thường, sau khi làm xong hết những chuyện này thì chúng ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện." Tây Hải Yêu Vương tức giận, thế nhưng ngay sau đó lại cười ha hả, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào chỉ thanh lệ rồi nói, "Tốt, ta đồng ý, giao cho ngươi." Vừa nói xong thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào y, không nghĩ tới cái tên này lại nhu nhược như vậy. Ai mà ngờ, y lại nói tiếp, "Thế nhưng ta chỉ đồng ý giao cho một mình thiên nữ giáo mà thôi, ngươi hãy bảo những người khác lui lại." người và tiền ta sẽ đưa cho thiên nữ giáo của ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Chỉ thanh lệ hơi bối rối, sau đó lại đáp trả, các ngươi cũng không phải chỉ giết đệ tử của thiên nữ giáo chúng ta, mặc dù ta đồng ý nhưng người khác cũng không đồng ý. Thái thúc phi hoa sen vào, đừng có mà bắt nạt phụ nữ, ngươi có thể đưa cho ta mà. Chị thanh lệ tức giận, quay đầu nhìn chầm chầm vào ông ta, lời vừa rồi có ý gì chứ? Tây Hải yêu vương, ông đây thích phụ nữ, thích cho phụ nữ chứ lão già ngu xuẩn như ông thì ông đây không hứng thú. Thái Thúc Phi Hoa tức giận, đừng có mà nói nhảm, ta không có thời gian nói vớ vẩn với ngươi, ta chỉ hỏi một câu nữa thôi, người giết người nước tấn ta là ai? Tây Hải yêu vương vui vẻ, chỉ chỉ những nhà khác, lão già, chẳng lẽ bọn chúng không kể cho ngươi à? Lúc đầu ta còn bất ngờ rằng năm nước Yến, Hàn, Vệ, Tề, Tống liên thủ tiêu diệt tất cả người tham gia của nước tấn, thế mà ngươi cũng có thể liên thủ với bọn họ tới đánh chúng ta nữa, hóa ra là ngươi vẫn chưa biết cái gì chẳng những là y mà ngay cả mấy người đông hải đại thánh vào lúc này mới ý thức được có chuyện hay sắp xảy ra rồi thái thúc phi hoa quay đầu lại nhìn chằm chằm những nhà khác nghiêm mặt mà hỏi bọn chúng nói là thật sao trưởng môn bách xuyên cốc âm như thuật nói thái thúc phi hoa ông đừng nghe bọn chúng năm nước chúng ta liên thủ đánh với nước tấn là thật thế nhưng cũng chỉ là đuổi các ngươi đi mà thôi chứ không tiêu diệt các ngươi việc này có tất cả mọi người làm chứng tây hải yêu vương cười to năm nước liên thủ chỉ muốn đuổi nước tấn đi ta cược rằng lão già ngu xuẩn kia sẽ tin tưởng vào chuyện vớ vẩn của các ngươi đó. Trưởng môn thiên hỏa giáo Vũ Văn Yên lạnh lùng nói, thái thúc phi hoa, cái tên kia đang châm ngòi ly gián chúng ta đó. Ông nghĩ lại mà xem, chỉ bằng bọn chúng mà cũng có thể giành giải quán quân hay sao? Có lẽ người của nước tấn chính là bị bọn chúng tiêu diệt đó. Tây Hải yêu vương, năm nước các ngươi liên thủ mới có thể đuổi đi người của nước tấn, người của tứ hải lúc đó làm sao có thể tiêu diệt được người nước tấn chứ? Thái thúc lão nhi, ông tin không? Mấy nước liên thủ lại tấn công nước tấn không phản bác được, bởi vì không thể nói rằng lúc đó liên thủ lại giết tới nước tấn chỉ còn 100 người được. chương 1239, quân tình khẩn cấp 1. Khi thấy không ai trả lời thì Tây Hải yêu vương lại trả lời câu lúc trước, Vũ Văn Yên, ngươi lại nói vớ vẩn, chúng ta đều rõ ràng rằng, người của Tứ Hải chúng ta thực sự là mai phục các ngươi, thế nhưng chưa bao giờ động tới người của nước tấn cả. Vũ Văn Yên, buồn cười, nếu không cướp của người nước tấn, thì linh chủng đầu tiên của các ngươi từ đâu ra? Tây Hải yêu vương, chúng ta có được nó một cách quang minh chính đại, hai ngàn người tứ hải chúng ta vào đó, tự mình đào được phần lớn, còn phần nhỏ còn lại là cướp của bốn nhà các ngươi, rồi giành được quán quân, có gì sai sao? Vũ Văn Yên, người của tứ hải các ngươi ngay từ đầu đã quấy rối khắp nơi, đã bao giờ đi đào linh chủng chứ? Nói tới chuyện này thì người của tứ hải rất tức giận, Tây Hải yêu vương cũng cười lạnh, kẻ nào ngay từ đầu quấy rối thì kẻ đó biết, có phải người bởi vì mục đích riêng, ngay từ đầu đã săn giết người của chúng ta còn không cho chúng ta trả đòn hay sao trưởng môn huyết thần điện cù phiên nói đúng là yêu quái nói toàn lời nói bậy rõ ràng là các ngươi vừa vào bí cảnh đã đánh lén chúng ta hiện tại lại còn dám nói dối nữa a à, ngươi nói rõ ràng cho ta là ai đang nói dối vừa chỉ trích lẫn nhau mà ai cũng không thừa nhận hai bên đều mắng đối phương tất cả đều là quân tử am hiểu sâu nguyên tác động khẩu không động thủ còn sự thật chính là cả hai bên đều có sự kiêng kỵ của chính mình người của năm nước bởi vì số lượng không nhiều mà đối phương đã tập trung một lượng lớn yêu quái lại còn đang ở trên địa bàn của đối phương nếu chiến đấu thì rất không có lợi còn người của tứ hải cũng biết thế lực của bảy nước lớn hơn nhiều thế lực của tứ hải nếu thật sự chọc giận bảy nước để bảy nước phái số lượng lớn người tới chiến tranh thì cũng không phải chuyện tốt lành gì mắng qua mắng lại sau đó người trong cuộc cũng nhảy ra ngoài chỉ trích đối phương Người của Tứ Hải thì mắng đám người chư quốc vì mục đích bí mật nào đó mà muốn tiêu diệt người của Tứ Hải ở trong bí cảnh, còn đám người chư quốc thì không thừa nhận, bắt người Tứ Hải phải đưa ra chứng cớ chứng minh. Như hữu đạo tự mình đã nói cho chúng ta, sau khi nói xong thì cả hai bên đều im lặng, sau khi nghe được lời này thì ngay cả người của Tứ Hải cũng đều yên lặng. Có một số việc thì người trong cuộc u mê, thời điểm lúc đó thì rất ngớ ngẩn, vào lúc này, khi thoát khỏi bí cảnh thì mới tỉnh táo suy nghĩ được vài chi tiết không hợp lý. Phù hoa, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Trưởng lão thủ chính các siêu tiên định nói, lời nói của Ngưu Hữu Đạo mà các ngươi cũng tin sao? Phù Hoa, bởi vì các ngươi thật sự đuổi giết chúng ta. Siêu tiên định, đó là bởi vì các ngươi giết người của chúng ta trước. Phù Hoa, các ngươi chính mắt nhìn thấy hay sao? Siêu tiên định, có người của chúng ta chính mắt nhìn thấy. Phù Hoa, chúng ta vừa vào bí cảnh đã giết người của các ngươi. Các ngươi cảm thấy điều này hợp lý sao? Người của các quốc gia nhìn nhau, cũng đều cảm thấy không thể tin được, hiện tại nghĩ lại thì lời của Phù Hoa cũng rất có lý, nếu muốn cướp linh trùng thì cũng không thể nào ngay từ đầu đã cướp đi, bởi vì ngay từ đầu chả có ai có linh trùng cả, điều này rất không bình thường. Thực ra chuyện không bình thường này cũng có người suy nghĩ tới, thế nhưng ngay lúc đó đã xuất hiện việc chém chém giết giết rồi, nên cũng không muốn ngăn cản, mà lại muốn giết người cướp của hơn. Sau khi ra ngoài, nghĩ lại thì mới nghĩ được nhiều thứ khác biệt hơn. Phù Hoa, người đã chứng kiến người của chúng ta giết người của các người đâu? Có nói rằng người nào của chúng ta giết người hay không? Nếu có thì gọi tên đó ra, hai bên đối chất cho rõ ràng. Nghe được lời này thì trưởng môn của Chư Quốc Yên lặng liếc nhìn về phía trưởng lão chủ sự của bên mình. Đúng lúc này, một con kim xí sí từ trên trời xà xuống, hạ xuống đám người nước tống. Sau khi nhận được tin thì đám người lăng tiêu các, Liệt Thiên Cung và huyết thần điện của nước tống tới một bên giao lưu với nhau, sau đó không nói thêm cái gì, cũng không chào hỏi ai, tập trung người của phái mình lại, bay lên trời, ngồi trên lưng phi cầm rồi bay về phía xa xa. Ba phái lớn của nước tống nhận được tin từ người trong nhà, có hai tin tức liên tục được gửi tới, tin đầu tiên là nước Yến phát động chiến tranh với nước Triệu, còn tin thứ hai là nước Hàn tấn công nước tống. Cục diện chiến tranh đang bị đóng băng bị phá vỡ, nước tống lại đứng trước nguy hiểm cực lớn, cho nên ba phái lớn nước Tống không có thời gian ở lại nơi này, vội vàng trở về nước Tống. Đám người nước Tống gội vàng trở về nên người nước Hàn cũng cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra. Trưởng môn Thiên Nữ Giáo Trì Thanh Lệ, trưởng môn Bách Xuyên Cốc Âm Như Thuật và trưởng môn Vô Thượng Cung Hư Ninh Quảng cũng tới một bên thương lượng chuyện này. Ba người suy đoán có lẽ chiến trường giữa hai nước xuất hiện sự thay đổi, mặc dù theo lý thuyết thì sẽ không có chuyện đó xảy ra, bởi vì khi không được họ cho phép thì nước Hàn rất khó phát động chiến tranh. Còn về phần nước Tống thì đang ở trong tình trạng nguy hiểm, chắc chắn sẽ không dám tấn công lại nước Hàn. Bọn họ liên tục đuổi giết từ phiêu miếu các tới nơi này, gần đây vẫn đều hóng mát ở trên biển, còn chưa biết nhiều hữu đạo đã đưa tin cảnh cáo cho nước Hàn, cho nên chủ soái nước Hàn là Kim Tước đã quyết định thừa dịp Yến và Triệu đang chiến tranh, giải quyết toàn bộ vấn đề với nước Tống. Nói như thế nào thì biểu hiện bất thường của ba phái lớn nước Tống đều khiến cho họ cảnh giác cao độ, sau đó cũng không nói thêm cái gì, mấy người nước Hàn đều rời khỏi nơi này. Người của hai nước Tống và Hàn bất ngờ rời khỏi, làm cho người của Tứ Hải rất kinh ngạc, đuổi theo chúng ta lâu như vậy mà cứ thế rời khỏi hay sao? Mà mấy người nước Tấn, vệ, tề tới lúc này cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn rồi. Thế nhưng hai nhà trong năm nhà đã đi rồi, người của Tứ Hải cũng rất vui vẻ khi thấy chuyện này xảy ra. Nói tới nói lui, không có người nào thừa nhận đã giết người của nước Tấn cả, Thái Thúc Phi Hoa thấy vậy thì đành nói rõ, đưa 300 triệu kim tệ kia đây, việc này coi như bỏ qua. Ý của ông ta rất đơn giản, dù sao thì nói nhiều nữa cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng thực tế, đầu tiên là lấy đi số tiền khổng lồ kia, còn thù thì về sau lại nói tiếp. Tây Hải yêu vương lấy ra ngân phiếu của thiên hạ tiền trang, dơ lên cho mọi người quan sát, rồi nói các người còn lại ba nhà, ta cũng không biết cho nhà nào là tốt cả, thôi thì đã tới tình trạng này, tứ hải chúng ta cũng không muốn đắc tội người nào cả. Cho nên mọi người cũng đừng ai mong có được số tiền này. Đám người còn đang nghi ngờ, không biết y có ý gì thì đã thấy y vò nát tấm ngân phiếu đó, rồi xé nát thành từng mảnh, thổi một hơi bay là tả khắp nơi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, cơ thể cứng đờ như ở trong trời đông giá rét vậy, số tiền đó chính là 300 triệu kim tệ đấy. Bắc Hải Minh chủ gào lên, người điên à, Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Phương cũng rất tức giận, nếu không phải hiện tại đang liên thủ với nhau thì hai người đã đập tên kia thành đầu heo rồi. Khuôn mặt của Thái Thúc Phi Hoa càng đen kịt lại, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hai phe đều mắng nhau rất ác, thế nhưng chỉ dừng lại tại việc mắng nhau. Người nước Hàn và Tống đã đi, 300 triệu kim tệ cũng đã bị xé nát, nếu đánh nhau cũng không còn lợi ích gì cả. Sau khi mắng nhau một lát thì cũng dừng lại, người của nước Tấn, Vệ, Tề đều đe dọa vài câu rồi lần lượt rời khỏi, còn kế hoạch trả thù tứ hải là sao thì ai cũng không biết. Chương 1240, quân tình khẩn cấp 2. Khi thấy đám người kia đi hết rồi, thì Bắc Hải Minh Chủ và Nam Hải Pháp Vương lập tức đưa mắt nhìn về phía Tây Hải Yêu Vương. Sắc mặt của Nam Hải Pháp Vương xanh lét, tức giận hỏi, số tiền đó cũng không phải là của một mình Tây Hải, tại sao ngươi lại tự tiện phá hủy nó? Tây Hải Yêu Vương than thở, ta cũng không còn cách nào tốt hơn cả, tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy đó, 300 triệu kim tệ kia chính là một mầm tai họa, nếu không hủy diệt thì cả tứ hải đều không được bình yên. Ta làm như vậy cũng là vì mọi người, thực lực của chúng ta còn không đủ để chống lại bọn hắn các người muốn tiền hay là tính mạng của các huynh đệ đây? Chẳng lẽ các người muốn thấy cảnh các huynh đệ tứ hải đều bị giết hay sao? Bộ dáng rất đau lòng và cao thượng, bắc hải minh chủ hết, không cần người tới dạy chúng ta cách sống như thế nào, số tiền đó chính là tiền của cả bốn nhà chúng ta, trước khi xé nát nó thì phải thông báo với chúng ta một tiếng trước chứ. Đông Hải Đại Thánh vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tây Hải yêu vương, thấy y phản ứng như vậy thì nhíu mày lại, rồi huyết dài, cũng ra hiệu cho người phía dưới sau đó có một người đang điều khiển thú biển nhảy xuống biển, cơ thể đung đưa trong nước, hai tay vẫy vẫy một cách kỳ dị, bầu không khí cùng động tác của hắn ta làm người khác cảm thấy rất lạ kỳ. Những hành động kỳ lạ đó cũng thu hút mọi người nhìn sang. Sau đó, một bầy cá nhỏ với số lượng khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, những con cá nhỏ này bơi lội xung quanh đó, thỉnh thoảng phun ra rất nhiều bong bóng nước. Yêu tu đang ở trong biển kia dùng hai tay vỗ nhẹ mặt nước với một tiết tấu kỳ dị, bầy cá kia cũng theo đó mà bơi lội khắp một vùng này giống như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó tập trung lại gần người yêu tu kia, rồi phun ra thứ gì đó. Một lát sau, rất nhiều thứ nhỏ bé đều lơ lửng bên cạnh yêu tu kia. Khi đàn cá đều chui xuống mặt biển, yêu tu kia mới tập trung tất cả những thứ đang ở cạnh mình rồi lên trên bờ, bay tới cạnh người Đông Hải Đại Thánh rồi đưa những thứ trên tay mình ra. Sau khi thấy được những thứ đó là thứ gì thì sắc mặt của Tây Hải yêu vương hơi cứng lại, Đông Hải Yêu Vương lấy hết những thứ đó rồi kiểm tra rất tỉ mỉ, một lát sau thì quay đầu nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương, cười lạnh kế sách hay lắm, suýt nữa thì bị ngươi lừa rồi. Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ cũng ý thức được, nhanh chóng đi tới, dùng ngón tay gẩy gẩy những thứ vừa được vớt lên để kiểm tra. Cũng giống suy đoán của họ, là giả, ngân phiếu lúc trước mà Tây Hải Yêu Vương xé nát là một ngân phiếu giả. Một người quay mạnh đầu lại, còn một người thì trầm chậm quay lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương. Bắc Hải Minh chủ nói bằng giọng the thế, côn bảo, ý ngươi là sao? Cũng may ngân phiếu này của thiên hạ tiền trang được chế tạo đặc biệt, những miếng bị xé khi ghép lại với nhau thì không hợp, nếu không thì thật sự là bị lừa gạt rồi. Kể cả là Đông Hải Đại Thánh, nếu không phải bộ dáng cao thượng vừa rồi của Tây Hải yêu vương thật sự không giống với phong cách của y thì cũng không khiến Đông Hải Đại Thánh nghi ngờ. Bởi vì tờ ngân phiếu kia rất giống thật, nếu không phải tự tay kiểm tra thì hoàn toàn có thể dùng giả thay thật, nếu không thì đã không thể lừa gạt toàn bộ mọi người được. Quan trọng nhất chính là, mọi người đều đi cùng nhau, chưa từng tách ra lần nào, thật sự không biết cái lão yêu quái này làm giả từ bao giờ. Mấy người vừa bực mình vừa buồn cười, thảo nào cái tên này sẽ rách ngân phiếu dứt khoát như vậy, khác biệt hoàn toàn với lúc tại thiên cốc, nhận số ngân phiếu này ở trong tay như hữu đạo. Khi thấy bị phát hiện thì Tây Hải yêu vương rất tiếc hận suýt chút nữa, chỉ suýt nữa thôi thì chót lọt rồi, thế nhưng mặt ngoài vẫn kiêu ngạo mà nói, hừ, chỉ là cái tạm thời mà thôi, nếu không làm vậy thì làm sao đuổi cái bọn đáng ghét kia đi chứ? làm gì mà nhìn ta ghê vậy? ta nghĩ tới nát óc mới nghĩ được cách bảo vệ tiền của chúng ta, lại còn loại bỏ luôn cả phiền phức nữa. các người phải cảm ơn ta mới đúng chứ? đám người Tây Hải, kể cả phù hoa đều xấu hổ mà ngoảnh mặt đi hướng khác, bắt trộm bắt tận tay, mà yêu vương nhà mình lại bị bắt tận tay nữa, thật sự là mất mặt mà. hừ hừ ha ha Đông Hải đại thánh và Nam Hải pháp vương cười lạnh liên tục, tin tưởng cái tên này mới là gặp quỷ cái gì mà kế tạm thời, rõ ràng cái tên này muốn lừa gạt tất cả mọi người mà, không chỉ lừa gạt đám người thái thúc phi hoa, mà ngay cả bọn hắn đều muốn lừa, chỉ cần lừa gạt tất cả mọi người thì số tiền 300 triệu kia sẽ bị tên khốn kiếp này nuốt hết. bắc Hải Minh chủ nói kháy, cảm ơn ngươi à, ngươi xem chúng ta cảm ơn ngươi thế nào mới được đây. Ai, được rồi, hiện tại chúng ta đang liên thủ đối ngoại, tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần cảm ơn cũng được. Tây Hải yêu vương rất hào phóng mà xua tay. Phù Hoa bỗng nói, thật sự ghê tởm, chúng ta đều bị như hữu đạo lừa gạt. Bởi vì hiện trường hiện tại rất xấu hổ, nàng ta chỉ muốn giúp yêu vương nhà mình thay đổi chủ đề, nếu không thì chuyện này sẽ càng ngày càng lớn hơn, hiện tại lại vẫn ở trên địa bàn của Đông Hải Đại Thánh nữa, còn một đối ba. Ánh mắt mọi người thay đổi, chủ đề chuyển tới người như hữu đạo, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lãng kinh không hỏi, người đang nghi ngờ chuyện xung đột giữa chúng ta và liên quân bảy nước là do nghiêu hữu đạo chủ trì hay sao? phù hoa đúng vậy chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy hay sao không cái thiên hỏi tiếp thế nhưng người của bảy nước thật sự tấn công chúng ta trước mà người của bảy nước còn nói chúng ta ra tay trước kia kìa phù hoa liếc nhìn mọi người rồi nói tiếp chúng ta lúc đó đều lên thuyền giặc cũng đều bị lừa gạt hiện tại các ngươi hãy nghĩ xem như hiếu đạo luôn luôn có sự chuẩn bị trước lẫn cơ sở ngầm các ngươi không cảm thấy đây là vấn đề rất lớn hay sao không cái thiên vẫn không hiểu có vấn đề gì chứ nếu không phải là do hắn chuẩn bị trước thì lần này chúng ta chưa chắc sẽ thuận lợi đi ra ngoài. Phù Hoa vẫn lắc đầu, tại sao ngươi vẫn chưa nghĩ ra chứ? Điều này đã nói rõ rằng Nghiêu Hiếu Đạo có nội gian tại bên kia, hắn có cơ hội làm cho liên quân bảy nước hiểu lầm chúng ta. Sau khi nói tới đây thì mọi người đều rõ ràng, dù sao ở đây không ai là ngu ngốc cả, đều hiểu ý của nàng ta. Đoạn vô thường hơi trần chờ dù sao thì đây vẫn chỉ là suy đoán của ngươi phù hoa cướp lời cũng không hoàn toàn là suy đoán các ngươi nghĩ xem hắn đã bị toa như lai đẩy vào tuyệt cảnh lúc ấy lại bị ba phái lớn nước yến đuổi đi muốn giành được quán quân là chuyện không thể nào trong tất cả các thế lực chỉ còn lại có chúng ta có thể trở thành đối tượng hợp tác với hắn mà thôi hắn chỉ có thể nghĩ mọi cách để chúng ta hỗ trợ hắn không cái tiên nghiến răng mà nói vậy mà cái tên này còn mặt mũi tới kết bái với chúng ta tây hải yêu vương cười cười chắp tay sau lưng nói nói cách khác thế lực khắp nơi ở trong bí cảnh đã bị tên kia lừa gạt sao? Ở bên ngoài thiên cốc thì chúng ta lại bị tên kia lừa gạt, mới bị người của năm quốc gia đuổi giết liên tục, vậy mà các ngươi còn tin tưởng hắn sẽ giúp các ngươi san bằng chư quốc sao? Một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời xà xuống, đáp xuống khu lều bạt của đại quân, thương chiêu tông nhảy xuống từ trên lưng phi cầm. Sau khi sắp xếp mọi việc tại Nam Châu thì y lập tức đi tới tiền tuyến. Y mới chính là chủ soái đại quân chân chính, không thể núp mãi ở hậu phương được còn về phần hậu cần tại hậu phương đã có Lam Nhược Đình phụ trách rồi. Vương ra, Mông Sơn Minh dẫn đầu các tướng lĩnh tới đón tiếp, chương 1241, Thượng binh phạt mưu một. Không có nhiều lời khách sáo nói ra, Thương Chiêu Tông lập tức mời mọi người vào trong lều lớn của mình, hỏi kỹ càng tình hình chiến đấu hiện tại. Chiến sự đã bị đóng băng cả một năm, mặc dù lúc đầu nước triệu bị chúng ta tấn công bất ngờ, thế nhưng bởi vì một năm này nước triệu chuẩn bị rất đầy đủ, tập trung rất nhiều nhân mã và lương thực, trang bị, sau khi được sự lãnh đạo của đại đô đốc bằng đằng quân đội nước triệu đã phản kháng rất mãnh liệt tạm thời hai quân đang ở trong trạng thái rằng co sau khi hỏi xong tình hình chiến đấu rồi bảo mọi người lui ra ở nơi này chỉ còn lại hai người thì thương chiêu tông mới nhìn địa đồ trên tường mà thở dài mông sơn minh nhẹ nhàng hỏi vương gia đang buồn phiền vì chuyện của đạo gia sao mông soái thật sự là hiểu ta thương chiêu tông xoay người lại nói ý của đạo gia thì mông soái cũng hiểu được đúng không mông sơn minh gật đầu thương chiêu tông, bản vương thật sự không rõ đạo gia muốn làm cái gì, bản vương cũng đã giải thích với ngài ấy rất rõ ràng rồi, thế cục hiện tại khác biệt rất lớn với lúc trước. Nước triệu có được một năm chuẩn bị cho chiến tranh rồi nên muốn san bằng nước triệu là chuyện rất khó khăn, coi như có thể chiếm được nước triệu thì tổn thất của chúng ta cũng rất lớn. Thế nhưng ý của đạo gia lại muốn đánh tới cùng, chẳng lẽ ngài ấy không biết rằng chúng ta không thể chiếm được nước triệu hay sao? Trước mắt có thể đánh cho nước triệu trở về khi trước, trả lại Kim Châu cho vạn động thiên phủ, để vạn động thiên phủ thành một vật cản của nam châu là được rồi tiếp tục tiến công thật sự là không sáng suốt hơn nữa ngài ấy lại vượt quá sự cho phép của ba phái lớn ba phái lớn chắc chắn không bỏ qua chuyện này một cách đơn giản điều này đối với ngài ấy hay với chúng ta đều là một mối nguy hiểm rất lớn bản vương thật sự không hiểu ngài ấy tại sao lại muốn làm như vậy mông sơn minh thật ra cũng rất lo lắng thế nhưng vẫn bình tĩnh mà khuyên có lẽ ngài ấy có sự chuẩn bị khác thì sao thương chiêu tông chuyện này rất lớn nếu như có chuẩn bị khác thì cũng nên thông báo cho chúng ta một tiếng chứ mông sơn minh cười khổ đạo gia là người như vậy mà nếu như không tới cuối cùng thì rất nhiều chuyện đều không ai biết ngài ấy muốn làm cái gì chẳng lẽ vương gia còn chưa quen hay sao thương chiêu tông cũng dở khóc dở cười liên quan tới tính mạng của nhiều người như vậy ta có thể không lo lắng hay sao có thể quen thuộc mới là lạ đấy khi vừa nói xong thì có một quan đưa tin vội vàng chạy vào vương gia mông soái thám tử bên nước triệu truyền tới quân tình khẩn cấp sắc mặt mông sơn minh run rẩy báo cáo đi quan đưa tin vội vàng thông báo thám tử báo tướng quân đường phía tây của nước triệu là điền chính ương và mã trường an làm phản điền chính ương và mã trường an tạo phản rồi thương chiêu tông vô cùng kinh ngạc đúng hơn là cảm thấy khó tin mông sơn minh sắc mặt cũng đột nhiên kinh ngạc nhanh chóng đưa tay giành lấy tờ tin tình báo trên tay quan đưa tin để xem thế nào càng xem thần sắc càng kinh ngạc lẫn nghi ngờ bất định tình báo cho biết hai vị tướng bảo vệ nam bắc của phòng tuyến miền tây nước triệu là điền chính ương và mã trường an đột nhiên liên thủ ra tay lúc từng người triệu tập nghị sự chưa tướng ở nơi tổ chức nghị sự đột nhiên sát thủ ra tay với đám tướng lĩnh việc này rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu các nơi bên ngoài hội nghị hầu như đồng thời đã tiến hành khống chế hết binh lính dưới trướng của các tướng lĩnh bị giết nếu nói như vậy còn chưa đủ để chứng minh diền chính ương và mã trường an tạo phản thì có một việc khác đủ để chứng minh cần biết trong hai bộ đại quân có không ít tu sĩ của nước triệu thậm chí là tu sĩ của Tam Đại Phái nước Triệu. Điền Chính Ương và Mã Trường An làm loại chuyện này đương nhiên sẽ lao vào ngăn cản. Nhưng bên cạnh Điền Chính Ương và Mã Trường An đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ khác, đồng thời đã ra tay với đệ tử Tam Đại Phái của nước Triệu, hơn nữa lại trực tiếp sai sát thủ, đại khai sát giới, khẩn cấp hiệp trợ hai vị chủ tướng khống chế hai đội quân. Thẳng tay đại khai sát giới đối với tu sĩ trong đội quân chấn thủ của Tam Đại Phái nước Yến, đây không phải là tạo phản thì là gì. Tình báo cuối cùng lại đến tay của Thương Chiêu Tông, sau khi xem xong, sắc mặt y càng trở nên thay đổi thất thường. Trong lều yên tĩnh, hào khí ngưng lại nặng nề một lúc, rồi Thương Chiêu Tông, ngữ khí vẫn có vẻ khó tin, nói hai người đó chính là đại tướng của triều đình nước triệu, không được điều đình nước triệu tin cậy, không đủ sức để nắm trong tay trăm vạn đại quân nước chân Tây. Nhưng triều đình nước triệu chắc sẽ không bạc đãi hai người này, sao họ lại đột nhiên tạo phản, Mông Sơn Minh nói, hai viên đại tướng này trong tay nắm trọng binh ngăn chặn nước tề để bảo vệ phòng tuyến nước triệu, đột nhiên khai chiến ngưu phản tại thời điểm này, triều đình nước triệu sợ là sẽ có đại loạn trên từng tấc đất. Thương Chiêu Tông gật đầu, vì khai chiến với ta, nước triệu một năm nay hầu như đều tập kết phần lớn lực lượng quốc gia về hướng đông, chống cự với bên ta, nhưng nội bộ bên đó giống tuếch, Điền Chính Ương và Mã Trương An đột nhiên tạo phản ở tuyến phía tây, phía sau lưng nước triệu hầu như không còn sự phòng thủ nào khác, đều ra giao hết cho hai vị phản tướng này. Bổn vương vẫn có chút không hiểu, Điền Chính Ương và Mã Trường An lấy đâu ra gan to như vậy, không có đủ lực lượng tu sĩ thì không thể đối kháng được với quân của triều đình nước triệu, mà lực lượng tu sĩ có thể chống đỡ hắn tạo phản lấy ở đâu ra. Đây chắc chắn là trực tiếp đại khai sát giới đối với đệ tử tam đại phái của nước triệu, các nước ai dám rút hết một lực lượng lớn như vậy của nội bộ mình chạy vào trong biên giới nước triệu để trợ giúp, để nội bộ chống giống không sợ sẽ xuất hiện loạn tử hay sao. Mông Sơn Minh vuốt dâu nói, hẳn là có bên thứ bét ham dự, hơn nữa đã có mưu đồ từ lâu, các phương diện cũng chuẩn bị từ lâu rồi, nếu không thì không thể nào nhanh chóng khống chế được bao nhiêu nhân mã nước triệu như vậy. Thương Chiêu Tông hỏi lại, lực lượng thứ ba là ai? Mông Sơn Minh, ai thu lợi thì chính là kẻ đó. Ai thu lợi chính là kẻ đó. Thương Chiêu Tông thì thầm, trước mắt thoạt nhìn, Điền Chính Ương và Mã Trường An tạo phản là có lợi cho chúng ta. Hai người cùng phản, hậu phương nước triệu trống giống, xuất hiện hai người từ tiện trà đạp, nước triệu sẽ không thể không điều lực lượng tương đương đi chống cự, nhưng có thể áp chế được lực lượng phản quân trong tay hai người hầu như đều tập trung vào vùng giao chiến với chúng ta, tất nhiên phải rút đi lượng lớn nhân mã bên này, nhưng nếu như vậy, đối mặt với thế lực tấn công hùng mạnh bên ta, bàng đằng thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta thu lợi, lẽ nào nước yến chúng ta lại tham gia vào việc này hay sao? Mông Sơn Minh lắc đầu, những người kia trong triều đình chúng ta, không nói là có gan phách ấy hay không, vương gia cảm thấy bọn họ sẽ cổ vũ khí thế tiến công của chúng ta như vậy không không kéo chân sau của chúng ta thì đều là người tốt dưới sự phẫn nộ của nước triệu vạch trần việc nước yến đàm phán nội tình chắc vương gia cũng có nghe thấy rồi thương chiêu tông hoài nghi vậy thì thật kỳ lạ lực lượng bên nào tham dự vào việc đi tìm các nước đây mông sơn minh cười khổ chỉ sợ người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt ách thương chiêu tông chỉ vào mông sơn minh rồi lại tự chỉ vào mình chúng ta Mông Sơn Minh vẫn cứ cười khổ không thôi, trước đây vương gia còn nói đạo gia để chúng ta liều chết với nước triệu đến cùng là không sáng suốt, còn nói vẫn không hiểu vì sao đạo gia lại làm như vậy, lẽ nào sự việc đến hôm nay rồi vương gia vẫn chưa hiểu hay sao? Đạo gia, ngươi nói là đạo gia đã tham dự vào việc Điền Chính Ương và Mã Trường An tạo phản. Thương Chiêu Tông Ngữ khí có vẻ ngạc nhiên, chương 1242, Thượng binh Phạt Mưu 2. Sao có thể thế được? trước giờ chưa từng nghe nói đạo gia và họ điền và họ mã kia có bất cứ quan hệ nào mà mông soái cũng vừa mới nói việc đó là mưu đồ đã lâu lại còn đã chuẩn bị các phương diện từ rất lâu rồi nếu không không thể nào khống chế được lực lượng nhân mã đông đảo của nước triệu đạo gia vừa mới từ bí cảnh đi ra ở trong bí cảnh những một năm trời hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài sao có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt chuyện phức tạp như thế Mông Sơn Minh, vậy vương ra giải thích như thế nào việc đạo gia biết rõ bất lợi nhưng lại để chúng ta liều chết với nước triệu đến cùng. Việc này, thường chiêu tông vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, khó nói thành lời. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, đạo gia không phải là người làm việc mà không dụng công, ngài ấy làm những việc mà người khác nhìn không hiểu, thường thường là giấu giếm đi thâm ý, càng là bộ bộ kinh tâm, đây cũng là lý do vì sao biết rõ làm việc lớn nguy hiểm như vậy cũng vẫn chấp hành theo. Sự việc khiến cho người ta không thể hiểu nổi, nhưng nếu là vương gia liên tưởng chuyện này hướng về đạo gia, vậy thì mọi việc trước mắt đều có thể nghĩ thông suốt rồi. Điền Chính Ương và Mã Trường An mưu phản, trước mắt coi như đã chiếm được thế thượng phong, kỳ thực còn có rất nhiều nhân tố không xác định, lực lượng trong tay bọn hắn dù sao cũng đều là đệ tử nước triệu, điểm này cũng là điểm chí mạng nhất, căn bản không chống đỡ nổi sự phản công của triều đình nước triệu. Triều đình nước triệu dục phản công, nhất định sẽ phải xuất một lượng lớn binh lực từ tuyến phía đông nơi cùng chúng ta giao chiến, tiếp đó có thể tưởng tượng, triều đình nước triệu muốn bài trừ thế lực bên ngoài thì trước tiên phải trấn an nội bộ, tất nhiên là không tiếc giá lớn cầu hòa với nước Yến ta, nếu không thì bên trong bị công hãm, cũng không còn sức lực đâu mà đánh một trận với nước Yến. Tiền tài, vậy chất, sắc đẹp, lúc này chỉ cần nước Yến ta mở lời, chỉ cần là những thứ nước triệu có thể dâng, thì sẽ đều đáp ứng hết. Bọn chúng chắc chắn sẽ muốn dùng tất cả các cách để thuyết phục chúng ta, thuyết phục triều đình, thuyết phục tam đại phái, để nước Yến tản binh, vì thế mà không tiếc trả giá lớn mà đạo gia lại muốn ta bỏ qua cho triều đình bỏ qua cho tam đại phái tiếp tục liều chết với nước triệu đạo gia vì sao lại làm như vậy có phải là vì đạo gia sớm đã dự liệu được ngày này rồi không có phải là đạo gia đã sớm biết điền chính ương và mã trường an muốn làm phản nếu không thì không thể tìm được cách giải thích nào hợp lý cho ý của đạo gia nếu là đạo gia tất cả nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng những gì điền chính ương và mã trường an chuẩn bị dù có đầy đủ thế nào cũng cơ bản là không ổn bọn hắn cần thời gian để nắm giữ 200 vạn đại quân kia. Chỉ cần chúng ta ở phía đông nước triệu liều chết cắn nước triệu không buông, thì nước triệu sẽ không thể điều lực lượng đi ứng đối. Tam đại phái nước triệu nước triệu cũng không thể điều động đâu ra được lực lượng tu sĩ tương đương đi dọn dẹp hiện trường. Điều này rõ ràng chính là đang cho Điền Chính Ương và Mã Trường An tranh thủ thời gian. Tương tự, chỉ cần Điền Chính Ương và Mã Trường An nắm chắc lực lượng trong tay, một khi nảy sinh bất lợi, dưới sự liên thủ giáp công với các phía của ta, nước triệu chắc chắn sẽ thua nếu đạo gia tiếp tục kiên trì nếu sau đó không xuất hiện biến cố gì thì nước triệu sắp trở thành vong quốc rồi ta nghe nói ở trong thiên cốc của đỉnh thiên đô đạo gia đã giết trưởng lão chủ sự của tam đại phái thù này hẳn là kết rồi khiến nước triệu thành vong quốc cách thuyết giải này thực có thể nói là khiến người ta kinh sợ thương triều tông kinh nghiệm xa trường đã lâu mà nghe cũng hãi hùng khiếp phía không thôi cuối cùng nhún vai hai cái vẫn là câu nói đó đạo gia lấy đâu ra lực lượng tu sĩ lớn như vậy đi trợ giúp điền chính ương và mã trường an mưu phản nếu thật sự có há sẽ khiến chúng ta nằm dưới sự kiểm soát của kẻ khác mông sơn minh lắc đầu ta không biết nhưng sự việc đứng ở góc độ của chúng ta mà nói đã quá rõ ràng việc điền chính ương và mã trường an mưu phản cho dù không phải đạo gia thao túng nhưng tất nhiên vẫn có liên quan đến đạo gia trước mắt chúng ta với bên điền mã kia đã có xu thế phối hợp cùng nhau rồi chúng ta mạo hiểm liều chết chiến đấu tới cùng bọn hắn mạo hiểm khởi binh, chuyện lớn như vậy, cọc nào cũng không có đường lui, nếu nói là trước đó không có liên hệ mật thiết gì, nếu nói chỉ là trùng hợp, thật sự là không thể nào. Cuối cùng từ từ bổ sung thêm một câu, vương gia hiện tại vẫn còn lo lắng, còn cho rằng đạo gia không sáng suốt sao. Hít kha zzz, thương chiêu tông hít một hơi thật sâu, người ở bí cảnh, rõ ràng là đã lên kế hoạch những việc này, thật khiến người ta khó tin. Mông Sơn Minh buông tiếng thở dài, thâm sâu không lường trước được hai người đều biết rõ người được nói đến là ai cái gì điền chính ương và mã trường an phản rồi hả ở tiền tuyến nơi đại quân hàn tống giao chiến bên trong lều quân đại tư mã nước hàn kim tước nghe tin vô cùng bất ngờ sau khi xem kỹ tình báo ông ta vội vàng bước đến trước tấm bản đồ mấy tên tướng lĩnh cũng cùng bước tới trước bản đồ cùng xem xét thế trạng binh lực nước triệu mà trên bản đồ chỉ ra một lúc lâu sau kim tước lắc lắc đầu sắc mặt cực kỳ phức tạp nói hẳn là việc đội ngũ nam châu của nước yến chủ động khơi mào chiến sự có liên quan tới việc này nếu thực sự là như thế một khi quân yến cắn chặt không buông nước triệu tắc thì rơi vào thế nguy hiểm một tướng đứng bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói nếu thật là như vậy chúng ta bên này đánh sống đánh chết cứng rắn đến bây giờ cũng không giành được chút lợi thế nào ngược lại là nước yến trước đây bị ép đi vào đường cùng giờ đã lật mình muốn giành lại lợi thế lớn ai nói không được kim tước nhắm mắt cười khổ chỉ nói một câu thượng binh phạt mưu Phó lịch năm 532, tướng bảo vệ phía tây nước triệu Điền Chính Ương và Mã Trường An đồng thời có hành động khác thường, cả hai đều không ngang nhiên công khai tạo phản, nhưng lại trắng trận tẩy trừ, điều chỉnh đội quân dưới trướng, đồng thời cho máu rửa sạch tu sĩ nước triệu trấn giữ dưới trướng, hoặc là giết phạt, hoặc là giết chạy. Dù chưa công khai tuyên bố tạo phản, nhưng hành động như vậy trong mắt người trong thiên hạ thì chẳng khác gì tạo phản, nói thế nào cũng đều là tạo phản. Tam đại phái nước triệu tổ chức một đám tu sĩ, khẩn cấp đi áp chế phản loạn, gặp một lực lượng hùng mạnh phản kích. Bởi vì phần lớn tu sĩ nước Triệu đều tập trung trên chiến trường giao chiến với nước Yến, lực lượng xuất kích có hạn, mà lại vội vàng, không thể đánh bại phản loạn, ngược lại bị thế lực sau lưng Biển Chính Ương và Mã Trường An tập trung lực lượng phản kích một lần nữa. Việc này vừa xảy ra, thiên hạ chấn động, người người khiếp sợ. Thế lực khắp nơi hướng chằm chằm ánh mắt về phía nước Triệu muốn không chú ý cũng khó thế lực khắp nơi đều biết dựa vào điền chính ương và mã trường an căn bản không thể thực hiện được việc này ai cũng đều muốn biết thế lực hậu thuẫn hai người này là thần thánh phương nào cơ cấu tình báo của thế lực khắp nơi khẩn trương hành động không phải là ăn chay đã rất nhanh chóng nắm bắt được manh mối thế lực chống đỡ sau lưng hai người tựa hồ cũng vô ý giấu giếm thân phận tình hình của hiểu nguyệt các bắt đầu như ẩn như hiện theo tình thế tiến thêm một bước rõ ràng thế lực khắp nơi cơ bản đã có thể xác định thế lực hậu thuẫn điền mã mưu phản chính là tổ chức sát thủ thần bí vẫn luôn ẩn nấp đó, hiểu nguyệt các. Hiểu nguyệt các nổi lên mặt nước, lại còn có dã tâm này, quả thực làm cho rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Nhưng chuyện càng khiến người ta giật mình còn ở phía sau, những tướng lĩnh xin nghỉ hoặc đột nhiên mất tích của một vài nước đột nhiên lại xuất hiện ở nước triệu, đột nhiên xuất hiện dưới trướng của Điền Chính Ương và Mã Trường An. chương 1243, phong ba loạn lạc. Sau khi tướng lĩnh dưới trướng của tướng Điền, tướng Mã bị tẩy trừ sạch sẽ, đương nhiên sẽ xuất hiện số lượng ghế chống tương đương, cho dù là vì ổn định lòng người, để bạt nhiều người từ cấp dưới lên làm tướng lĩnh thì cũng vẫn còn không ít ghế trống. một vài chức vị quan trọng không thì thể thật giả lẫn lộn mà lấy bừa được. Mà những tướng lĩnh mất tích kia tắc phải phát huy tài năng quân sự của mình, đến đây ngồi bổ sung vào những chỗ trống đó. Điều càng làm lòng người kinh hãi là, những người này đều có một thân phận giống nhau, đều là học trò của Ngọc Thương Tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, mà vị ngọc thương tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ đó tựa hồ cũng không muốn che giấu nữa, ngang nhiên xuất hiện trong quân ngũ và trong lãnh địa mà Điền Mã không chế. Trong phiêu miếu các, cầm tập tin tức trình báo liên quan đến hiểu nguyệt các và nghiêu hữu đạo, xa như lai ngồi ở sau bàn không khỏi cười lạnh một tiếng, nguyên một đám ấy, thật đúng là biết chơi. Loại cảm giác cúi xem người trong thiên hạ diễn tập kỹ này, có nhiều lúc khá thú vị đấy. Thân phận của Ngọc Thương cũng đã sớm biết rồi, một năm trước, Phiêu miếu các đã sớm có cảnh giác với hành động kỳ lạ của hiểu nguyệt các ở trong biên giới nước triệu rồi. Có một số việc phiêu miếu các sớm đã thấy rõ, bất kể là sự chuẩn bị trước khi có hành động lạ của hiểu nguyệt các, hay là việc bố trí từng phần mật ngôn mà Ngưu Hữu Đạo đã phát đi khi đi qua ngũ lương sơn. Bên này đều rành mạch, trước đó đã phán đoán rõ ràng hiểu nguyệt các và nghiêu hữu đạo muốn làm gì. Có lẽ người trong cuộc còn cho là mình rất thông minh, khóe miệng xa như lai hiển hiện điệu mỉa mai. Biết được tin tức, trong lều quân thương chiêu tông và mông sơn minh nhìn nhau một hồi không nói lời nào đạo gia là thầy của cháu trai ngọc thương tiên sinh thương chiêu tông chợt dở khóc dở cười phá vỡ bầu không khí yên lặng mông sơn minh cười khổ thì ra là vậy hóa ra đạo gia và bên kia đã sớm có cấu kết chuyện hai người lúc trước chăm ý vẫn không tìm được cách giải thích phù hợp nay tựa hồ cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi thương chiêu tông cảm khái vạn phần nằm mơ cũng không nghĩ tới ngọc thương tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ kia lại là người của hiểu nguyệt các nhìn từ tin tình báo mà thám tử thu thập được thân phận địa vị ở hiểu nguyệt các của ngọc thương tiên sinh đó hình như cũng không phải tầm thường không chừng chính là vị các chủ thần bí đó của hiểu nguyệt các mông sơn minh thở dài có phải hay không thì không thể xác định được việc này đạo gia chắc cũng biết đạo gia không thể không biết chi tiết việc mạo hiểm lớn như vậy quay đầu lại có thể nghe ngóng chỉ là không biết hắn có nói hay không đạo gia này lắc đầu có tiếp xúc ắt sẽ biết rõ điều mà nghiêu hữu đạo không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng phí công thôi ngươi đoán không sai lần này nước triệu thực sự gặp nguy rồi thật không ngờ nghiêu hữu đạo lại có cấu kết với hiểu nguyệt các sâu như vậy trong hoàng cung nước tấn thái thúc hùng dựa vào lan can buông tiếng thở dài thiệu bình ba đi sau lưng liền nghiêm mặt y cũng không ngờ sự việc lại trở thành như vậy y nhớ là hiểu nguyệt các muốn đẩy nghiêu hữu đạo vào chỗ chết sao đột nhiên lại biến thành thế này y nhớ rõ ràng người từng có cấu kết với Hiểu Nguyệt Các là Y, Y từng duy trì hợp tác lâu dài với Hiểu Nguyệt Các, chỉ là sau đó thế lực ở Bắc Châu của Y đã bị sụp đổ. Trước kia Y còn luôn cân nhắc rốt cuộc Hiểu Nguyệt Các muốn lợi dụng hắn làm gì, hôm nay hắn rốt cuộc cũng tìm được đáp án, đoán chừng Hiểu Nguyệt Các ban đầu cũng có ý định với hắn giống như với Nghiêu Hữu Đạo bây giờ. Nếu như hợp tác thuận lợi, tất cả những gì hôm nay Nghiêu Hữu Đạo đạt được đáng ra đều thuộc về Y, nhưng Y đã thất bại, đã không còn là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất nữa rồi, vì vậy hiểu nguyệt các tùy cơ ứng biến đặt hết cá cược vào người nhưu hữu đạo lúc đầu mao lưu sơn trang bị tập kích đám người bảo vệ vốn là cao thủ thần bí trợ giúp nhưu hữu đạo chắc đều là người của hiểu nguyệt các thần nên sớm nghĩ ra mới đúng thiệu bình ba khẽ thở dài một tiếng trong giọng nói không rõ là cảm xúc gì ừ thái thúc hùng khẽ gật đầu nhưng tâm trạng của ông ta không hoàn toàn giống với thiệu bình ba ánh mắt nhấp nháy nói trước đây còn tưởng nhưu hữu đạo nói đùa quả nhân còn cười nhạo hắn lấy đâu ra hùng binh để liên thủ cùng quả nhân, hôm nay xem ra cái hắn gọi là hùng binh hóa ra là chỉ cái này. Hắc, khác thú vị đấy, xem ra quả nhân nên cân nhắc một chút về chuyện hợp tác với hắn rồi. Thiệu Bình Ba muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nói ra, đây không phải là bắc châu của y, lời nói và hành động cử chỉ đều có chút băn khoăn suy nghĩ. Chuyện hiểu nguyệt các khởi binh đột nhiên xảy ra, lại há chỉ là bọn họ bừng tỉnh nhận ra, rất nhiều người đều đã tỉnh ngộ, Nghiêu hữu đạo cưỡng ép khơi màu chiến sự với nước triệu hóa ra là như vậy, quan hệ giữa Nghiêu hữu đạo và Ngọc Thương ai ai cũng đều biết, hai bên rõ ràng đã liên thủ với nhau. Ý của Thượng tướng quân là gì? Hạo Vân Đồ đang ngồi sau bàn liền đứng dậy, lách qua bàn, đưa ra từ tay một bản tấu trương hỏi Hô Diên Vô Hận đang đứng bên dưới. Bản tấu trương này là của Hô Diên Vô Hận tấu lên, là tấu trương xin từ chức. Việc của Hiểu Nguyệt Các vừa diễn ra, việc của Ngọc Thương vừa diễn ra, việc của một số tướng lĩnh các nước vừa diễn ra, ông ta cũng phải chịu liên lụy, bởi vì ông ta cũng là đệ tử của Ngọc Thương. Ông ta gần đây rõ ràng đã phát giác được bên cạnh mình có nhiều thêm một vài người, lúc ẩn lúc hiện, nói trắng ra chính là người của triều đình phái đến giám sát ông ta. Đối với chuyện này, cho dù trong lòng có chỗ bất mãn, nhưng ông ta cũng hiểu được nỗi hoảng sợ của triều đình. Đã có vết xe đổ của những người khác, Thượng tướng quân Hô Diên vô hận nắm trong tay binh mã hùng mạnh nhất của nước tề, có một số việc nghĩ kỹ thì cực kỳ đáng sợ, nghĩ qua thôi cũng đều đáng sợ. Ông ta rất tự giác, chủ động thượng tấu xin từ chức, chủ động xin buông bỏ quyền nắm binh trong tay. Lúc hoàng đế nhìn thấy tấu chương này, có hơi ngắn ngẩm. "Binh mã dưới trướng của ngươi đều là do ngươi một tay mang đến, nếu ngươi thực sự có ý định tạo phản thì xin từ chức có tác dụng quái gì, cho dù không có ở đây, tùy tiện chào một tiếng, chỉ sợ cũng như mây bay, nước Tề lập tức sẽ đại loạn." Lúc này, Hồ Diên vô hận cung kính nói, quan hệ giữa thần và Ngọc Thương mọi người đều biết, lần trước Ngọc Thương sống ở kinh đô nước Tề, thần có thường đi lại với ông ta, sự việc không phải chuyện đùa, thần xin từ chức là để tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi, nếu không thẹn với lương tâm thì sao phải tránh hiểm nghi? Hạo Vân Đồ hỏi lại, nói, vậy chấm hỏi Thượng Tướng Quân, giữa ngươi và Ngọc Thương có âm mưu cấu kết không chính đáng đó không? Hồ Diên vô hận, thần sợ, thần thề với trời, thần và Ngọc Thương chỉ có quan hệ thầy trò, tuyệt đối không có bất kỳ cấu kết làm loạn nào. Hạo Vân Đồ, chấm hỏi lại ngươi, người sẽ phản bội nước tề mà đi hoặc ở nước tề làm loạn không khô diên vô hận thần cả đời chiến đấu vì bảo vệ nước tề bản thân thần người nhà của thần hỏa phúc vinh nhục đều là vì nước tề tuyệt đối không phản bội nước tề hạo vân đồ vui mừng đáp nếu đã như vậy hà cớ gì phải xin từ chức ngọc thương đi đồn đại lừa đời lấy tiếng quân ăn cướp chỉ toàn như vậy đâu có thể sánh được với thượng tướng quân ông ta cũng chỉ có thể lôi kéo được những kẻ tầm thường thượng tướng quân là đại thần triều đình địa vị trên vạn người xê dịch hoán đổi vị trí cũng khó so sánh, chấm không tin thượng tướng quân cả đời hùng danh lại đi làm phản tặc, chấm cũng không tin thượng tướng quân sẽ phản bội nước tề, cho nên chuyện từ trước chấm không phê chuẩn, cũng đừng nhắc lại nữa. Hạo Vân đồ kéo lấy tay của Hô Diên vô hận nhét tấu trương vào trong tay ông ta. Trương 1244, người nói láo. Một, Hô Diên vô hận lùi về sau một bước, không người chắp tay, nói lớn, thần vân chỉ. Hạo Vân Đồ, chấm biết người vẫn còn băn khoăn, chấm tín nhiệm ngươi thì vẫn tín nhiệm ngươi, nhưng miệng lưỡi người đời, triều thần chỉ trích là khó tránh khỏi, có một số việc vẫn phải làm ra vẻ nói rõ ràng cho mọi người, xảy ra sự việc như vậy cũng không thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sự phòng bị và điều tra của triều đình đối với người trong quân đội, vẫn cần thượng tướng quân phối hợp. Tại đây chấm xin thề với trời xanh, thề với tổ tiên nhà họ hạo, thề với chúng sinh của Thảo Nguyên, chỉ cần thượng tướng quân không phản bội nước tề, chỉ cần chấm còn sống một ngày, thì vinh quang nhà họ hô diên mãi còn, chấm tuyệt đối không ruồng bỏ. Hạo Vân Đồ nói, khi thế động lòng người, Hồ Diên vô hận một lần nữa nói lớn, thần tuân chỉ. Lúc này chuyện đã xong, sau khi Hồ Diên vô hận lui xuống, thân sắc của Hạo Vân Đồ có chút sạch đi, Ngọc Thương kia lừa ông ta thật thê thảm, ông ta lại còn mua nhà cửa cho Ngọc Thương, ngẫm lại thật nực cười. Sau khi đã bình tĩnh lại nỗi tức giận trong lòng, ông ta hô một tiếng, bộ tầm. Đại tổng quản bộ tầm nghe lệnh bước vào, Hạo Vân Đồ từ từ nói, trong quân hệ những ai có liên quan tới Ngọc Thương đều đem đi điều tra thật nghiêm cho ta. Bộ Tầm vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, thượng tướng quân cũng. "Hồ Đồ," Hạo Vân Đồ quát lớn, ngữ điệu nặng nề nói, "Hồ Diên vô hận há có thể hành động sằng bậy, một khi hở ra tất sẽ gặp tai họa. Không được làm bậy, chỉ được âm thầm điều tra." Nói cho cùng hắn vẫn hơi sợ hãi, nói cái gì mà Ngọc Thương chỉ có thể lôi kéo được những kẻ tầm thường đó chỉ là nói vậy thôi, Điền Chính Ương và Mã Trường An lẽ nào không phải trọng thần ở nước triệu. Nếu không phải trọng thần, nếu không phải là tâm phúc của triều đình nước triệu, làm sao có thể nắm trong tay trăm vạn binh quyền. Nhưng hai người đó không phải đã thành người của Hiểu Nguyệt Các rồi đó sao? Mấu chốt là sức ảnh hưởng của Hô Diên vô hận ở nước tề quá lớn, tam đại phái nước tề cũng không dám làm bậy, ngay cả ông ta cũng không tiếc muốn tìm đủ mọi cách để gả con gái cho lạp long của Hô Diên ra, làm loạn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Một khi chọc giận những chiến tướng ngao kiệt bất tuần, bò ra từ đám người chết kia, thì không cần biết ngươi là hoàng đế nước nào hay không phải hoàng đế, cũng đều có thể bị kéo xuống ngựa hết. Vâng, bộ tầm đáp, sau đó lui đi. Đợi một chút, Hạo Vân đồ lại bổ sung thêm một câu, liên hệ với Nhiêu Hữu Đạo. Trong lòng ông ta hiện giờ cũng đã có chút bất an, trước kia, Nhiêu Hữu Đạo uy hiếp bên này, ông ta căn bản không xem hắn ra gì, bây giờ mới phát hiện là bản thân võ đoán, Nhiêu Hữu Đạo ở bên nước tề đã tạo ra một dội hùng binh, nếu đây là định làm loạn với tề, vậy thì phiền toái khá lớn. Hiện tại không rõ nghiêu hiểu đạo có quan hệ mật thiết gì với hiểu nguyệt các, vì để tránh cho tên điên kia nổi loạn, cần phải trấn an hắn một chút. Không chỉ là nước tề, những nước liên quan đến chuyện của Ngọc Thương cùng lúc đều triển khai việc điều tra, cách ly thậm chí là bắt giữ đối với những người có liên quan. Rất nhiều người bị oan, chỉ là có chút quan hệ thầy trò với Ngọc Thương mà thôi, trước khi sự việc xảy ra, những người thực sự bị Ngọc Thương lôi kéo đều đã kịp thoát thân, cũng đã chạy sang bên chỗ Ngọc Thương rồi, Ngọc Thương sẽ không để những người mà ông ta cẩn thận âm thầm đào tạo này bị tai họa bất ngờ. Mặt khác, Ngọc Thương cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của những người gọi là đệ tử mà ông ta không lôi kéo được. Hiểu Nguyệt Các vừa có chuyện, những người đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Cùng một lúc, không biết bao nhiêu người phải chịu tai họa bất ngờ. Đầu phố ở kinh đô nước tề, tại một cửa ngõ, một lão phu nhân tập tính dựa vào tường, tựa hồ không đi nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một cái sân trong con ngõ nhỏ. Bà ta không phải ai khác, phía sau lớp hóa trang tỉ mỉ kia chính là Nhan Bảo Như. Mà bên trong cái sân trong ngõ hẻm kia, người đang ở chính là đệ tử của Quỷ Y trong lời đồn, Vô Tâm. Sau khi Từ Thiên Đô phong thoát thân, nàng ta một mạch trốn trốn tránh tránh, đi về kinh đô nước Tề, bởi vì nghe đồn đệ tử của Quỷ Y đang ở đây. Nàng ta đã trúng độc khổ thần đan, nếu nói ngoại trừ hiểu nguyệt các còn có ai có thể giải được độc khổ thần đan thì chắc cũng chỉ có quỷ y thần long thấy đầu không thấy đuôi kia thôi. Thiên hạ bao nhiêu người như vậy, muốn tìm quỷ y là chuyện không hề đơn giản, nàng ta cũng không có cách gì, chỉ có thể xông đến chỗ đệ tử của quỷ y kia. Nếu nói trước đây, nàng nghi ngờ không biết trong người mình rốt cuộc có còn độc khổ thần đan hay không, sau khi hiểu nguyệt các nổi lên mặt nước khởi sự, mối quan hệ giữa Ngọc Thương và Nhiêu hữu Đạo khiến nàng ta tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực sâu. Hôm nay không chỉ là muốn nhờ cậy đệ tử của Quỷ Y chuyện giải độc, mà nàng ta còn muốn nương nhờ vào vị đệ tử này. Thực sự là không còn đường nào để đi nữa. Người có thể khiến Tam phải trung lập hoặc những người khác tha cho nàng một con đường sống, có lẽ chỉ có đệ tử của Quỷ Y. Nhưng vị đệ tử Quỷ Y này không phải ai muốn gặp cũng gặp được. Kinh thành nước Tề rất xem trọng, tây viện đại vương Hạo Vân thắng phái người hộ vệ nơi này, không để người khác dễ dàng quấy dày. Trên thực tế, vị đệ tử Quỷ Y kia nếu như không muốn gặp khách thì bình thường cũng không có mấy người dám mạo nhiên quấy dày đến y tóm lại sau khi quan sát nhan bảo như phát hiện trong sáng trong tối đều có người âm thầm theo dõi ngay cả sạp hàng buôn bán bên cạnh cũng có chút gì đó khả nghi nàng ta cơ bản là không tìm được cách nào để tiếp cận được ngôi nhà đó mà không để ai phát hiện ra nàng ta chỉ có thể chờ ở gần đó tìm cơ hội đường đường là cao thủ đứng thứ hai đan bảng cải trang ăn mặc tạp nham thành bộ dạng chán nản như vậy chỉ e ngay cả chính nàng ta trước đây cũng chưa từng nghĩ đến Thế nhưng không còn cách nào khác, bất luận là tam đại phái trung lập hay là nghiêu hữu đạo của hiện tại, bọn họ đều không phải người mà nàng ta có thể chọc vào được, hơn nữa bọn họ sẽ đều không bỏ qua cho nàng ta. Trong ngôi nhà yên tĩnh, từ sau khi chủ nhân mới đến, vị thảo dược nồng đậm hay thanh nhã cũng chưa từng rời khỏi ngôi nhà đó. Sau khi thay đổi phòng, một đám chuột trong lồng bị giam giữ mỗi con một ngăn, tên đệ tử quỷ y, vô tâm, mặc áo xanh đứng trước lồng sắt, quan sát phản ứng của những con chuột đã được bón thuốc cho. Cửa bên ngoài đã mở, hôm nay hình như nha hoàn hầu cận của vô tâm là quách mạn dẫn theo mấy người vào trong, mấy người mang tới mấy giỏ thảo dược, nghe theo phân phó của quách mạn, đem thảo dược để vào trong khố phòng. Lượng thuốc dùng ở đây rất lớn, lãng phí cũng rất nhiều, cơ bản đều lãng phí khi làm các công việc thử nghiệm. Nhưng không sao, chỉ cần ở đây cần, hoặc là muốn loại thảo dược gì, tự nhiên sẽ có người mang tới, không cần phải hao tâm tổn trí gì hết. Đợi người đưa thảo dược rời khỏi, quách mạn đóng cổng lại, quay vào xương phòng, vẫn như mọi khi, lại kể cho Vô Tâm nghe chuyện bên ngoài. Trong ngôi nhà này chỉ có hai người, Quách Mạn đảm nhiệm việc làm tai mắt tìm hiểu tin tức cho Vô Tâm. Nghe nói Miếu Thiên Thần ở ngoài thành đang dọn dẹp, nghe nói con trai của anh Vương Phi hôm nay đầy một tuổi, anh Vương Phi muốn đưa con trai đến Miếu Thần cầu phúc. Quách Mạn cứ nói cứ nói rồi liền nói tới anh Vương Phi Thiệu Liễu Nhi, cũng là do Vô Tâm sẽ ngẫu nhiên hỏi đến việc đó, vì vậy cô ta cũng khá chú ý đến tin tức về mặt này. Đối với những tin tức khác vô tâm đều có vẻ thờ ơ, nhưng hễ nghe đến tin có liên quan tới anh Vương Phi thì sẽ bắt đầu nghiêm túc lại, tập trung tư tưởng lắng nghe. chương 1245, Người nói láo. Hai, Sau khi nghe xong, bộ dạng y lại trở nên phiền muộn, y thì thào nói, nhanh thật, đã một tuổi rồi. Sau khi nỉ non một tiếng liền hỏi, anh Vương cũng đi cùng sao? Quách mạn, chắc không đâu. Anh Vương đó từ trước đến nay sẽ không vì việc tư mà về sớm, Chắc sẽ không vì chuyện con trai đầy tuổi mà chạy đến miếu thần gì đó đâu." Vô Tâm do dự, tựa hồ đã quyết định điều gì đó, quay đầu lại hỏi, "Miếu thần ở đâu ngươi có biết không?" Mặc dù y đã ở kinh đô nước Tề được một khoảng thời gian, nhưng hầu như không ra khỏi cửa, đối với kinh đô nước Tề này mà nói, y vẫn là người xa lạ, vẫn chưa quen với đường đi lối lại ở nơi đây. Quách Mạn gật đầu, "Biết ạ, à. đến miếu thần xem thế nào." Vô Tâm quay người đi, Quách Mạn lập tức theo sau. Đi đến trước cổng Quách mạn đang định mở cổng thì vô tâm dừng bước hô một tiếng đợi đã rồi hỏi, ta nghĩ mình nên thay một bộ quần áo khác. Quách mạn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, tiên sinh vừa mới thay quần áo sáng nay, vẫn còn sạch sẽ, không cần thay đâu ạ. À. Vô tâm, ăn mặc xoành xoàng quá, liệu có kinh nhờn thần linh không? Quách mạn hé miệng cười cười, thần linh ở đâu ra chứ? Chẳng qua là lừa gạt bách tính để bách tính có nơi an tâm cầu nguyện thôi, chẳng lẽ tiên sinh cũng tin điều này hay sao? Một vô tâm bình tĩnh ung dung giờ này khác này tựa hồ lộ ra vẻ xoắn suýt, liệu có nên đến miếu thần gặp người đó hay không? Y đến kinh thành nước tề cũng lâu rồi, vẫn luôn muốn gặp người đó, nhưng lại không có cách nào lấy được dũng khí đó. Được biết anh Vương sẽ không đi cùng người đó, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, nhưng vừa tới cửa thì lại do dự. Quách mạn mở cửa, bản thân vô tâm cũng không biết mình bước theo ra ngoài như thế nào nữa. Hai người vừa đi ra khỏi ngõ, một bà lão đứng dựa bên tường đột nhiên cất tiếng gọi, "Là Vô Tâm tiên sinh và Quách Mạn cô nương sao?" Bà lão đó chính là Nhan Bảo Như, nàng ta không biết Vô Tâm trông thế nào, cũng chưa từng gặp qua, nhưng từng thấy Quách Mạn ra vào, nên đoán ra thân phận của Vô Tâm cũng không khó, không gặp y đi vào, nhưng nam nhân đi từ trong ngôi nhà đó ra thì còn có thể là ai khác. Vô Tâm và Quách Mạn cùng lúc quay đầu lại nhìn, Quách Mạn cau mày nói, "Bà là ai?" Lúc Quách Mạn đi vào ngõ có gặp bà lão này nhưng không hề để ý đối phương đột nhiên gọi tên tục của hai người khiến cho người ta cảm thấy có gì đó không bình thường nhan bảo như ta là tán tu nhan bảo như cầu mong vô tâm tiên sinh cứu ta ta biết tìm đến tiên sinh như vậy là quá lỗ máng nhưng ta thật sự là bị ép không còn cách nào khác trên đường đến thiên đô bí cảnh ta không may gặp phải độc thủ của ngưu hữu đạo cho dù không có mấy người dám động đến đệ tử của quỷ y nhưng tình huống dị thường này vẫn khiến hai người có chút cảnh giác nhan bảo như cũng đã chú ý tới đầu đường cuối ngõ đã có người đang tiếp cận nhưng cô ta không quản được nhiều như vậy rất nhanh thôi đùng đùng một năm một người sẽ trần thuật hết cảnh ngộ của mình ra không còn bất cứ sự giấu giếm nào cô ta biết rõ vị đệ tử quỷ y này rất hiếm khi mới ra ngoài gặp được một lần là không hề dễ bản thân họ cũng không biết làm sao để tiếp cận và xông vào ngôi nhà kia mà không tạo ra tình huống gây hiểu lầm cũng nghe nói vị vô tâm tiên sinh này rất có phong phạm của kẻ làm thầy có vẻ xa rời nhân tình thế thái sẽ không dễ dàng đồng ý giúp người khác biết chắc nếu làm như vậy, quay đầu lập tức sẽ có người muốn giữ nàng ta lại, muốn điều tra rõ ràng thân phận của nàng ta. Nàng ta biết thân phận của mình chỉ có thể bại lộ một lần, nếu bại lộ rồi, rất nhanh chóng có thể bị người của Tam Đại phái biết, và sau đó sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của bọn chúng. Thân phận bại lộ rồi, nếu vị đệ tử quỷ y này không đồng ý giúp nàng ta, vậy thì bản thân nàng ta sẽ chỉ còn lại một con đường cuối cùng, chỉ có thể mai danh ẩn tính về sau, trốn trốn tránh tránh đến chân trời góc bể, không dám xuất đầu lộ diện nữa cho nên việc khẩn cầu người ta tương trợ chẳng hề có chút giấu giếm nào tìm được vị này cũng không dám giấu giếm lửa gạt nếu không lại tự rước lấy phiền toái lớn cho nên nàng ta chỉ có thể nói sự thật nếu đối phương từ chối bản thân sẽ lập tức phải chạy đi ngay nàng ta sẽ không để cho mình rơi vào tay những ánh mắt dục dịch manh động từ tứ phía kia cái chức thứ nhì đan bảng gì đó chỉ là trò cười căn bản không chịu được việc thế lực khắp nơi làm lợi và trao đổi lợi ích với nhau không nói nghiêu hữu đạo, tam phái trung lập chào hỏi đại với một nhà nào đó là có thể khiến cho nàng ta trở thành dĩ vãng. Quách mạn kinh ngạc nhìn kỹ đối phương, vị này chính là cao thủ đứng nhì đan bảng nhan bảo như sao. Sao lại cải trang thành một bà lão lôi thôi lếch thế này? Nghe đến đoạn đây là người có thủ với nghiêu hữu đạo, ánh mắt quách mạn có chút mập mờ. Cái gì mà nhan bảo như, cái gì mà người đúng thứ hai đan bảng, vô tâm chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, có quá người người tìm đến y, y không thể nào bận tâm hết được chi tiết của từng người. Nghe được lại là người đến cầu xin mình giúp đỡ, những chuyện tương tự hắn đã nghe đến tê người rồi, những loại lý do kỳ quái hiếm thấy hắn đều đã nghe qua, không muốn phải nghe tiếp nữa, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng khi nghe tới Nhiêu Hiểu Đạo, nghe tới vị này là bị Nhiêu Hiểu Đạo hãm hại, vô tâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng ta. Đợi nhan bảo như ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn nói xong, vô tâm bình tĩnh hỏi, bà làm thế nào chứng minh những điều bà nói là thật. Nhan Bảo Như vội hỏi, dựa vào sức ảnh hưởng của tiên sinh, chỉ cần tiên sẵn lòng nghe ngóng, chứng minh thật giải không hề khó, tại hạ cũng không dám lừa gạt tiên sinh. Vô Tâm quay đầu lại theo đường đi, mắt nhìn theo hướng đi ra khỏi thành, trong mắt hiện lên một chút xoắn suýt do dự, cuối cùng quay đầu trở về, không đi nữa. Ách quách mạn hơi sừng sốt, lại nhìn thấy đôi mắt trông đợi của Nhan Bảo Như, xong cũng quay về theo. Nhan Bảo Như buồn bã nói, tiên sinh, chỉ cần tiên sinh cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên sinh. Vô Tâm quay lưng mà đi, lạnh nhạt nói một câu, đưa bà ta qua đây. Trong mắt Quách Mạn hiện lên vẻ đầy kinh ngạc, không biết bao nhiêu người đến cầu xin giúp đỡ tiên sinh đều không đồng ý, không ngờ Nhan Bảo Như không biết thật hay giả này vừa đến, mới vừa mở miệng, tiên sinh đã tiếp chuyện rồi. "Đi thôi, tiên sinh cho phép bà đi cùng ngài, không nghe thấy hay sao?" Quách Mạn gọi Nhan Bảo Như. "A, à, chính Nhan Bảo Như cũng không thể tin được, nghe nói vị này không dễ nói chuyện, thế mà lại dễ dàng đồng ý rồi." nàng ta mừng rỡ đến phát điên cuống lên vội vàng đuổi theo vô tâm ném luôn cả cái gậy kia đi những người canh xung quanh chỉ biết nhìn nhau đi rửa hết những thứ trên mặt cô đi vừa vào đến sân vô tâm liền nhắc nhở nhan bảo như vừa gặp mặt y đã biết làn da trên mặt nhan bảo như không phải là thật chi là bôi lên thứ gì đó không nhờ quách mạng phải động tay nhan bảo như tự mình múc nước giếng rửa sạch mặt lúc đối diện với vô tâm là một gương mặt xinh đẹp thần sắc có chút bồn chồn lo lắng có xinh đẹp hay khoác, vô tâm cũng không có cảm giác gì, chỉ hỏi một câu, người chúng độc khổ thần đan. Nhan bảo như hấp tấp nói, tiên sinh có thể chữa được không? Không biết, đó là câu trả lời của vô tâm, đồng thời bảo Quách Mạn đi chuẩn bị đồ. Rất nhanh chóng, Quách Mạn đã dọn xong các vật phẩm chữa bệnh thường dùng của vô tâm, đổ nước vào trong ba chén nước sạch. Vô tâm nói một câu đưa tay ra đây, rồi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay trỏ của Nhan bảo như, dùng ngân châm chọc cho máu chảy ra nắm đầu ngón trỏ nhỏ vài giọt máu vào ba chén nước, sau đó bỏ tay nàng ra, lấy từ trong đống bình và lọ ra ba thứ bột màu trắng, lục, đen, rắc vào trong ba chén nước kia. Chương 1246, chắc trở khắp nơi. Y lắc lắc từng chén nước, quan sát sự thay đổi của màu sắc bên trong chén, thần thái chăm chú và nghiêm túc. Nhan Bảo Như nhìn y với ánh mắt đầy mong đợi, tưởng như không dám thở, sợ quấy rầy đến y. Khi quan sát xong chén nước cuối cùng trong tay, đặt tất cả xuống cạnh nhau, vô tâm ngẩng đầu lên, nhìn nhan bảo như chầm chầm nói, người nói láo. Nhan bảo như sướng sờ khó hiểu, sao tiên sinh lại nói như vậy. Vô tâm nói, tất cả đều bình thường, người không hề trúng độc. Nhan bảo như ngây mắt nhìn, vừa bất ngờ vừa hoài nghi nói, tiên sinh có chắc không. Vô tâm mặt không chút biểu cảm, chầm chầm nhìn vào nàng ta nói, ta nói rồi, người không trúng độc. Sắc mặt nhan bảo như thay đổi thất thường một hồi, rồi dần dần tựa như đã hiểu, trên mặt dần hiển hiện sự suy sụp, hai tay che mặt, tiếng nói bi đát, Nhiêu hiểu đạo, ta bị tên cầu tạc nhà ngươi lừa đến thảm rồi. Không chúng độc, thứ Nhiêu hiểu đạo ép nàng ta ăn không phải là khổ thần đan, nói cách khác, nàng ta hoàn toàn có thể thuận lợi bình an rời khỏi thiên đô bí cảnh, hoàn toàn không cần phải nhiều chuyện, càng không cần phải đi đắc tội với tam phái trung lập đó. Nàng ta hiện tại đại khái đã hiểu ra, bản thân không ăn khổ thần đan, tam phái trung lập chắc cũng không giúp nhiều hiểu đạo mang theo linh trùng. Nhiêu hiểu đạo tạo ra mấy thế cục, đẩy nàng ta vào chỗ ngã rẽ, một con đường là bình an vô sự một con đường là vực sâu vạn trược chọn như thế nào là do nàng ta quyết định mà chính nàng ta lại lựa chọn vực sâu vạn trược điều này nàng làm sao chịu nổi từ kim động long hưu và mạnh tuyên vừa tới từ sau khi hiểu nguyệt các khởi binh ba phương chỉ gửi thư liên hệ khẩn cấp có vài chuyện biên thư không thể kể tường tận quyết sách quan trọng vẫn phải do trưởng môn ba phái gặp nhau thương nghị nếu trước đây ba phái vẫn lo lắng về thực lực nước yến khi đánh với nước Triệu chỉ muốn tới mức độ đạt được mục đích chiến lược nhất định thôi, nhưng hiện giờ thái độ của ba phái lớn đã thay đổi. Trước đó, họ nổi giận vì Ngưu Hữu đạo bốc lên chiến sự, giờ thì họ lại muốn dốc toàn lực ủng hộ đánh một trận. Vì lợi ích, lợi ích cực lớn sờ sờ trước mắt, rõ ràng, quân Yến và Hiểu Nguyệt các liên thủ, nước Triệu chắc chắn sẽ bị diệt, trạng thái xung quanh cũng cực kỳ có lợi, không có cản tay. Đây là cơ hội tốt để kiếm được món lợi to lớn từ nước Triệu. Cơ hội thế này có thể nói ngàn năm có một bỏ qua thực sự vạn phần đáng tiếc ba nhà đã thống nhất ý kiến bàn xong việc chính long hưu đang bưng trà chợt hỏi nghiêu hữu đạo này lại trốn đâu rồi các ngươi có tin tức gì không cung lâm sách cũng buồn bực vì việc này ông ta đã từng cho nghiêm lập đi tìm nhưng không tìm ra không biết nghiêu hữu đạo giấu mình đi đâu rồi không bung hết lưới ra sợ là không tìm được hiện giờ yến triệu đang đánh nhau cũng khó mà rút ra được nhiều nguồn lực như vậy để tìm người nếu trước kia ông đi tìm nghiêu hữu đạo là muốn làm rõ mục đích hắn bốc lên chiến sự thế này thì hiện giờ rõ ràng mục đích của ông đã thay đổi muốn cùng hiểu nguyệt các liên thủ hành động ông lắc đầu tạm thời không có tin tức mạnh tuyên nói vẫn đang tìm phải nghĩ cách tìm ra hắn cho được cung lâm sách cười thầm ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói hắn trốn đi cũng là bình thường thôi cái chết của đám người quách trưởng lão tiêu giao cung không tránh được liên quan tới hắn trong bí cảnh hắn cũng đã giết một đám người linh kiếm sơn nếu là ta ta cũng sợ bị trả thù khẳng định phải trốn nói cho cùng là hắn bị các ngươi dọa chạy chúng ta tìm hắn như thế sợ là hắn sẽ bị dọa càng trốn kỹ hơn đấy thật đúng là hết chuyện để nói long hưu và mạnh Tuyên không nhịn được cùng nâng chén chầm chậm nhấp trà trong lòng đang chán nản đến phát ngấy trước đó đúng là bọn họ muốn chơi chết nghiêu hữu đạo nhưng bây giờ nếu ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với hắn sợ là bọn họ còn phải bảo vệ hắn vẫn là câu nói kia Lợi ích, lợi ích cực lớn, trước đó họ phản đối nước Yến chủ động gây chiến là vì nước Yến không thể chiếm được nước Triệu, nhưng bây giờ không cần chiếm đoạt, chỉ cần cắt một tảng mỡ dày là được. Chuyện trước kia như cắt đi một tảng mỡ dày của nước Triệu, tuy không đến mức không thể ăn thua đủ cùng người, nhưng xem tình hình phát triển lúc này, có vẻ không cần lo lắng nữa, nếu nước Triệu diệt vong, vậy còn lo gì nữa. Hiện giờ, điều đáng lo thực sự chính là bên Hiểu Nguyệt các kia, dính đến phân chia lợi ích sau chiến tranh song phương đều đặt ra danh giới lợi ích cuối cùng, là chuyện lớn. Bên này, họ nhìn ra được manh mối hậu chiến mới lập tức phái người đi tiếp xúc với Hiểu Nguyệt Các, nhưng căn bản Hiểu Nguyệt Các chẳng buồn để ý tới họ. Họ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện uy hiếp người ta, nước yên yếu ớt, không có thực lực, không thể trách người khác, không có người ta giúp đỡ, cũng không thể ăn được. Quan trọng là còn có người nào đó cản trở, với Hiểu Nguyệt Các, ai thích hợp ra mặt nhất, trời ai, trời thế nào. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đều ý thức được, chẳng những bây giờ không thể động vào Ngưu Hữu Đạo, sợ là chiến sự kết thúc càng không động được. Xem phản ứng của hai vị này, cùng Lâm Sách cười thầm nhưng cũng thở dài trong bụng, không đáng vì ai đó mà tính chuyện trả thù, người ta tính trước làm sau, đã chuẩn bị trước hết rồi. Chuyện ở bí cảnh chắc chắn là do Ngưu Hữu Đạo châm ngòi ly gián, chúng ta có cách để chứng minh, chỉ cần quý phái tìm ra được tu sĩ nói rằng khi ấy chúng ta đã ra tay trước. Mặt khác, đối mặt đối chất với những người kiếm cớ thoái thác, đương nhiên có thể phát hiện ra thủ đoạn của hắn. Trong hoàng cung nước Tống, đối mặt với trưởng môn ba phái lớn chấn giữ kinh thành nước Tống là quan cực thái, cụ phiên, ngô thừa vũ, lãng kinh không chậm rãi nói. Người tứ hải khi cần rắn sẽ rắn, khi cần mềm sẽ mềm, nắm giữ hải vực lớn thế, làm sao không biết có biết giãn. Thật tâm tứ hải không muốn rước lấy sự trả thù của các nước, đã lặp đi lặp lại mình bị nghiêu hữu đạo lừa, cũng không tin lời giúp mình áp chế chư quốc mà hắn nói, chuẩn bị rũ sạch việc này, chứng minh mình cũng là người bị hại. Chỉ cần thuyết phục được, họ tin tưởng các nước sẽ không đến mức nhất định phải tiêu tốn thời gian sức lực để tranh đấu với tứ hải. Sắc mặt ba vị trưởng môn thật khác nhau, lúc ấy, khi rằng co trên biển đã nói đến thế, bên này cũng nghi ngờ nghiêu hữu đạo, sau khi quay về, họ đã cho người đi tìm tu sĩ tứ hải chỉ chứng kia mà không tìm được, lại càng chứng minh suy đoán của họ. Họ tìm người chỉ là muốn tìm ra được nội gián, không thể để cho nội gián ở bên cạnh mình được, nhưng tuyệt đối không có ý định tính sổ với nghiêu hữu đạo. Nhiều hữu đạo bỏ qua ba phái lớn và triều đình nước Yến chủ động gây chiến với nước triệu đã chứng minh sức ảnh hưởng của hắn tới quân đội nước Yến. Nước Tống đã tới tình cảnh này, cầu hắn xuất binh còn không được, lui một vạn bước, họ cũng không hy vọng Nhiều hữu đạo sẽ ngăn cản nước Yến xuất binh, vậy họ còn đi tìm Nhiều hữu đạo tính sổ làm gì. Ba vị trưởng môn cũng không biết người tứ hải nghĩ thế nào nên vẫn có tâm tư khác. Quan thái cực lạnh lùng hỏi, nói xong rồi, a, à, lãng kinh không dừng mà tiếp tục thuyết phục, lời ta nói, Câu nào cũng là thật, chỉ cần người các phương đối chất lẫn nhau, tất nhiên sẽ tìm được chân tướng sự việc. Ta, y còn chưa nói xong, quan thái cực đột nhiên quát lên, cút! Lãng kinh trợn tròn hai mắt, Ngô Thừa Vũ, trưởng môn liệt thiên cung cũng đuổi, bảo ngươi cút người không nghe thấy sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Ba vị trưởng môn, chuyện là như vậy, chúng ta đã phái người đi mời các phương tương quan đối chất lẫn nhau, để chứng minh tu sĩ tứ hải của ta hoàn toàn không có ý định chủ động chiêu chọc các nước. Còn cần ba vị trưởng môn đi làm chứng. Chương 1247, Ân đoạn tình tuyệt một Tương tự, Phù Hoa cũng đang chậm rãi thuyết phục, chắp tay, thành khẩn mời nhờ trưởng môn ba phái lớn ở kinh thành nước Triệu. Người của nước Triệu bị giết trong bí cảnh, không quan hệ tới người của Tứ Hải, người Tứ Hải chưa từng chiêu chọc vào người nước Triệu, nhưng ba vị trưởng lão chủ sự của ba phái này đều bị Nưu Hữu Đạo giết, Tứ Hải hy vọng kéo lên được lửa giận của họ với Nưu Hữu Đạo, thuận lợi đạt mục đích hóa giải. Ba vị trưởng môn nghiêm mặt trưởng môn lạc hà sơn trang tả thừa phong lạnh lùng nói chúng ta không có hứng sen và chuyện này mời trở về đi phù hoa không chịu từ bỏ nghiêu hữu đạo này giỏi nhất là châm ngòi ly rán. theo ta được biết lần này nước yến khai chiến với nước triệu là do nghiêu hữu đạo bốc lên chẳng lẽ ba vị trưởng môn không muốn chu diệt kẻ này không nhắc đến chuyện này thì thôi nhắc tới ba vị đều nổi điên đương nhiên họ muốn giết chết nghiêu hữu đạo nhưng bây giờ không phải lúc hiện giờ ba phái đã phái người đi tìm nghiêu hữu đạo nhưng không phải để tính sổ với hắn, mà là để nhận lỗi. Đối mặt với sinh tử tồn vong của nước triệu, cũng là của mình, cơ nghiệp bao năm của ba phái lớn không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy được. Họ đành phải cúi đầu, chuẩn bị thừa nhận là trưởng lão chủ sự của mình kiếm chuyện trước, làm sai trước. Nếu bắt buộc, họ còn có thể công khai thừa nhận trước giới tu hành. Chỉ cần nghiêu hữu đạo ngừng chiến, mọi sự đều dễ thương lượng. Bọn họ cũng đi tìm bên hiểu nguyệt các, chỉ cần điên, mã rừng náo động, nước triệu nguyện ý đồng ý cho họ tự nuôi binh trên phần đất đã chiếm được, cũng cam đoan sẽ không truy cứu bất kỳ hậu quả gì. Nhưng hiểu nguyệt các chỉ nghe một lát, chẳng buồn đàm phán với họ, rất kiên quyết với thái độ sẽ ra tay, không có gì để nhượng bộ hết. Lúc này còn đi tìm như hữu đạo tính sổ sao, tính cái dằm ấy, chẳng lẽ họ định chặt đứt nốt tia hy vọng cuối cùng, để cho như hữu đạo ăn thua đủ với nước triệu sao? Người muốn giết người ta sao? Người ta còn chẳng thèm đếm xỉa gì, giết người trước ấy còn đàm cái khỉ gì? Hiện giờ, để giữ nước triệu, ngay cả thái hậu nước triệu thương ấu lan cũng rời núi, một lão thái bà ngàn dặm xa xôi tới tận nước yến giải thích. Trưởng môn tụ tiên giáo mễ mãn mặt mũi đen thui quát lên cút. Phù hoa không nói được gì, thái độ gì đây? Trong cảnh nội nước yến, trong rừng sâu núi thẳm có một vùng đất thê lương bị cỏ cây bao trùm, có thể nhìn ra được, trước kia đây là một ngôi chùa miếu gì đó. Lãng kinh không, phù hoa, đoạn vô thường đang ở trong đó, hoặc đứng hoặc ngồi. Tới, lãng kinh không chợt gọi, hai người khác quay sang nhìn, chỉ thấy một con phi cầm lướt qua trên trời, một người nhảy xuống, là Hồng Cái Thiên. Đây là nơi họ hẹn gặp nhau, làm ra chuyện trong bí cảnh, bốn người bọn họ dẫn đầu có mắt không chồng bị người ta lừa gạt, không thoát được trách nhiệm, nên họ đành chịu trách nhiệm ra mặt bôn ba. Bốn người tập trung đông đủ, đoạn vô thường thấy Hồng Cái Thiên bèn hỏi, tình hình bên ngài thế nào rồi? Hồng Cái Thiên khoát tay, nói chuyện chỗ các người trước đi đã. Lãng kinh không kể về chuyện ở nước Tống, sau đó nhắc lại chuyện ở nước Hàn, đều không thuận lợi, lại nói thêm, rõ ràng chúng ta đang giúp bọn họ tìm ra kẻ cầm đầu, trưởng môn bách xuyên cốc âm như thuật không lĩnh tình thì thôi, vậy mà còn nghi ngờ chúng ta có tâm tư quỷ gì, nói có phải người tứ hải chúng ta thu lợi gì của nước Tống không? Đoạn vô thường cũng kể lại tình hình mình đến nước Tống và nước Tề. Phù Hoa kể chuyện mình tới nước Triệu và nước Vệ, tóm lại, đều không thuận lợi. Đoạn vô thường nói, đám gia hỏa này xảy ra chuyện gì thế nhỉ? chẳng lẽ bọn họ không muốn làm rõ kẻ cầm đầu hại chết nhiều người của mình như vậy là ai? không cái thiên cười ha ha tự diếu, xem ra nghiêm lập nói chúng rồi. phù hoa hỏi có ý gì? không cái thiên thở dài, ta vừa đi vừa vặn gặp trưởng môn tử kim động của nước yến, nghĩ thầm vừa vặn bất việc, bèn kể lại chuyện gặp ba người, kết quả bị đánh ra. về sau nghiêm lập ra mặt đưa tiến ta, nói rằng tên ngưu hữu đạo này kết bái huynh đệ chẳng coi nghĩa khí ra gì đâu, nói hắn đã hẹn trước với mấy nước yến, triệu. Hàn, Tống, cùng tìm phiền phức với người tứ hải chúng ta. Mà chúng ta lại muốn bỏ đá xuống giếng, gã thuật lại những gì nghiêm lập giải thích cho mình về tình hình bốn nước, nói tới quan hệ nhân quả mà bốn nước muốn cầu như hữu đạo sau chiến sự. Ba người khác nhìn nhau, phát hiện mọi người ở hải ngoại mãi nên không nắm được tình hình ở lục địa. Nghiêm lập tìm ta là muốn thuyết phục chúng tư đừng đi tìm tấn, vệ, tề nữa, hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, không hy vọng chúng ta tiếp tục tìm phiền phức với như hữu đạo nữa xem bộ dáng như vậy là ông thực sự lo lắng tấn vệ tề sẽ bị chúng ta thuyết phục nhưng nghe ý các ngươi chẳng lẽ tấn vệ tề cũng đã được hẹn trước phù hoa nghi ngờ nói ngài nói vậy bốn nước yến triệu tống hàn đều đang cầu ngưu hữu đạo nhưng tấn vệ tề đâu cần cầu hắn ba nơi này lại chẳng muốn tìm hắn tính sổ chuyện gì đã xảy ra mấy người nhìn nhau nghĩ mãi mà không rõ bọn họ nào biết ngưu hữu đạo vừa về đã gửi thư cho tấn vệ tề nội dung khác nhau diệu dụng vô tận kết hợp với hiểu nguyệt các hùng binh vừa ra lập tức ổn định ba nhà này nước tấn muốn hợp tác thực hiện mưu đồ của mình vệ tề lại đang lo lắng nghiêu hữu đạo sẽ làm loạn mấu chốt là hiện giờ mọi người cũng không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa nghiêu hữu đạo và hiểu nguyệt các nghiêu hữu đạo đã dám bỏ qua ba phái lớn của nước yến mà phái xuất binh đã chứng minh lực ảnh hưởng của hắn tới quân đội nước yến đây là mấu chốt rất quan trọng một phong thư gửi cho nước tống để nước tống hiểu ra trước đây mình đã tìm nhầm đối tượng. Tìm triều đình nước Yến, tìm ba phái lớn của nước Yến, thậm chí tìm thương triều tông cũng vô dụng. Ít nhất nghiêu hữu đạo hắn hoàn toàn có thể ngăn nước Yến xuất binh với nước Hàn, thử hỏi làm sao nước tống có thể tìm nghiêu hữu đạo gây sự chứ. Phong thư gửi cho nước Hàn cưỡng chế nước Hàn dừng đánh nước tống, không nghe sẽ để cho Bắc Châu phát binh tấn công nước Hàn. Hắn vừa ra khỏi bí cảnh đã uy hiếp nước Hàn. Tuy nước Hàn không tin đối phương dám đánh song song hai nước như vậy nhưng cũng không dám ép hắn chó cùng rứt dậu. Người muốn giết người ta, thỏ gấp còn cắn người. Chỉ cần người của ba phái lớn nước Hàn không uống sai thuốc sẽ không có chuyện đi tìm như hữu đạo gây sự. Về phần tấn, vệ, tề, hiểu nguyệt các suốt binh là mấu chốt quan trọng. Vẫn là câu nói kia, con thỏ gấp còn có thể cắn người. Trước khi biết rõ tình hình, vệ, tề sẽ không dám ép như hữu đạo vào chỗ chết. Nước tấn thì bị một phong thư của Ngưu Hữu đạo câu cho tâm thần dập dờn, lúc này lại càng không có chuyện đi tìm hắn gây sự. Thế cục biến hóa, nước yến lúc này đang nóng lòng không đợi được, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra với Ngưu Hữu đạo. Còn về nước triệu, hiện giờ gặp ai cũng xem như đại gia, cầu phiêu miếu các can thiệp, cầu tề, vệ xuất binh, cầu nước yến hòa đàm, cầu Ngưu Hữu đạo ngưng chiến, vân vân và vân vân, không dám đắc tội với ai, chỉ có chạy vạy khắp nơi mà cầu xin, mặc kệ người xung quanh có giúp một tay không chỉ cần có thể có tác dụng. Đưa tiền tài, mỹ nhân đi khắp nơi, tình thế như vậy mà Tứ Hải lại muốn mời các nước đi tìm Nưu Hữu Đạo tính sổ. Đương nhiên không thể thành công, qua chuyện này, Phù Hoa, Lăng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường khá kinh ngạc, phát hiện ra mình đã quá xem thường vị huynh đệ kết bái này rồi. Trước kia họ cũng từng nghe nói vài chuyện về Nưu Hữu Đạo, nhưng không ngờ hắn lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy với các nước. Bốn người đều suy tư, không thể không cân nhắc lại quan hệ với Nưu Hữu Đạo vì dường như bây giờ họ mới thấy được giá trị lợi dụng của hắn. chương 1248, ân đoạn tình tuyệt 2 Thật không phát hiện ra, Nghiêu Hiếu Đạo hiện giờ không còn là Nghiêu Hiếu Đạo trốn ở Nam Châu trước kia nữa, mà đã trực tiếp nhảy ra sân khấu, đại triển quyền cước, khuấy động phong vân. Thực ra cũng là bất đắc dĩ, cũng là vì thế cục dồn đến tình trạng chẳng còn đường lui, lui một bước, vạn kiếp bất phục, sẽ có không biết bao nhiêu người sẽ không bỏ qua cho Nghiêu Hiếu Đạo hắn. Khắp thiên hạ này đều là địch, hắn chỉ có thể tiến lên thôi. Giống như ở nước Yến, bốn người thống nhất rồi cùng nhau chạy đến Mao Lư Sơn Trang. Nhưng đến nơi rồi họ mới phát hiện ra Mao Lư Sơn Trang chẳng còn ai, chỉ có một vườn rau xanh mướt mát đu đưa theo gió. a à, danh bất hư truyền, quả nhiên là phong thái danh bất hư truyền. Trong hoàng cung nước Yến, Thái hậu nước triệu thương ấu lan đoan trang ung dung, nhìn nữ tử xinh đẹp đang đi tới trước mặt, không đợi đối phương chào đã đứng dậy cười nói. Người tới bái kiến chính là sủng phi mới của Yến Hoàng Thương Kiến Hùng, cũng là sủng phi của Hoàng đế nước Tống Mục Trác, là A Tước mà người sau tặng cho người trước. A Tước bái kiến Thái Hậu, A Tước duyên dáng yêu kiều khuyệu gối hành lễ, miễn lễ, miễn lễ, thương ấu lan bước tới tự mình đỡ A Tước dậy, mỉm cười nhìn nàng từ trên xuống dưới, chặt lưỡi tán thán, thật là dễ nhìn, khó trách Thương Kiến Hùng yêu thích như vậy. Ngoài miệng là một đống lời khen tặng, nhưng trong lòng bà ta thầm nhủ, cũng chỉ có như vậy, mà có thể khiến cho vua một nước người này nối người kia nâng như nâng trứng, thật không biết mấy gã đàn ông này mắt mũi thế nào. Bà ta có vốn để tự kiêu, xem dung mạo hiện tại có thể nhìn ra được nét đẹp xưa kia. Khi còn trẻ, bà ta cực kỳ mỹ lệ, tiên đế nước Triệu rất yêu thích, nếu không cũng sẽ không trở thành hoàng thái hậu nước Triệu hôm nay. Trên thực tế, rất có thể vì huyết thống nên nữ tử hậu duệ thương thị gần như ai cũng là mỹ nhân, thi thoảng còn có người có tư thái khuynh quốc khuynh thành, giống như Thương Thục Thanh thì cực kỳ hiếm thấy sau khi triều vỗ sụp đổ chư hầu các phương đều coi có thể cưới nữ nhi thương thị là vinh hạnh đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân thương thị là hậu duệ của hoàng tộc cưới được nữ nhi thương thì cũng thể hiện được thân phận nhưng triều vỗ sụp đổ quá lâu nguyên nhân sau đó dần dần không còn quan trọng nữa dù thương ấu lan thầm nhủ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn liên tục lấy lòng không hề làm giá bà ta chạy tới hoàng đế nước yến thương kiến hùng cũng đau đầu nơi này là nhà mẹ đẻ của thương ấu lan mà thương ấu lan lại là trưởng bối của thương kiến hùng là cô cô ruột của lão danh phận này không thể xóa đi bình dân bách tính còn có thể làm loạn nhưng hoàng đế là tấm gương có một số việc ngoài mặt không thể có sai sót huống chi năm xưa thương ấu lan là khóc lóc mà gả đi suýt nữa đã treo cổ tự vận bà vì đại yến mà hy sinh gả đi hòa thân đã chịu không ít ủy khuất vì đại yến về sau cũng thực sự đã cống hiến không ít vì cố quốc chỉ là sau này địa vị dần cao trở thành mẫu nghi thiên hạ của nước triệu, đương nhiên lập trường cũng dần dần thay đổi. Hiện giờ ngay cả hoàng đế nước triệu cũng phải sớm tối đến thịnh an, nước triệu đã là nhà của bà. Thương kiến hùng cũng đã từng gả nữ nhi đi hòa thân, nếu khiến cho thương ấu lan này khó chịu, sẽ khiến cho các nữ tử gả đi hòa thân khác cảm thấy thế nào. Há không khiến cho lòng người rét lạnh sao, ông ta cũng có vài phần cố kỵ, nhưng thương kiến hùng biết bà ta tới để làm gì, là làm thuyết khách cho nước triệu, ba phái lớn của nước Yến đã có quyết nghị cho việc này, ông ta không thể làm chủ không thể nể mặt thương ấu lan nên đành tìm lý do tránh mặt cho người ta ăn ngon uống ngon chiêu đãi thôi không gặp được hoàng đế nước yến thương ấu lan sẽ không bỏ qua bà ta lần lượt đi bái phỏng đồng mạch và các đại thần bái phỏng luôn cả hoàng hậu ở hậu cung đều mập mờ ngỏ ý dù ai cũng từ chối nhưng thương ấu lan có thân phận và địa vị ở hai nước như thế dù là đồng mạch hay mấy người hoàng hậu gặp bà ta đều rất cung kính không dám thất lễ về sau được sứ thần nước triệu thú ở kinh thành nước yến chỉ điểm nói rằng trong hậu cung của thương kiến hùng người có tiếng nói nhất là ai thế là bà ta đi tìm sủng phi a tước của thương kiến hùng nên mới có màn trước mắt này a tước thận trọng cười bồi liếu yếu đào tơ thái hậu quá khen đẹp thì khen đẹp thôi thương ấu lan kéo tay nàng không thả cũng ngoắc tay cho người đem tới một đống đồ mở từng hộp từng hộp lấp lánh long lanh đều là lễ vật tặng a tước bà ta kéo tay nàng đi xem từng thứ một Tặng lễ xong thì là thừa cơ tố khổ, kể lại chuyện năm xưa mình bị đưa đi hòa thân, kể chuyện nữ nhân đáng thương. Bây giờ về nhà mẹ đẻ không được người chào đón, ngay cả hoàng đế nước hiến cũng không buồn gặp. Nói xong, bà ta khóc, khiến cho A Tước khó mà không nói được, chỉ biết kéo tay Trấn An. Không thể không nói thương ấu Lan đã tìm đúng đối tượng. Từ trước tới nay A Tước không can dự vào chuyện triều chính, gặp thương kiến hùng nàng cũng không nhịn được mà nói vài câu, rằng thương ấu Lan về nhà mẹ đẻ lần này, ngay cả hoàng đế cũng không gặp có phải hơi quá bạc tình bạc nghĩa không nàng nói thương ấu lan không gặp được hoàng đế sẽ không đi dù thương kiến hùng nói rằng mình có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nhưng hôm sau vẫn gặp thương ấu lan gặp nhau không tránh được một hồi khách khí có mấy lời không tránh được thương ấu lan không thể không nhắc đến chuyện hòa đàm nhưng thương kiến hùng từ chối nói rằng không muốn đảm với nước triệu nói trắng ra là quân yến muốn đánh thương ấu lan không buông tha thương kiến hùng không biết làm thế nào cũng không thể đuổi vị này đi ra được không thể không nói thật cô cô không dối gạt ngài việc này ta không làm chủ được ba phái lớn của nước yến đã có quyết định ngài vừa đến ba phái đã cảnh cáo ta không được phép thỏa hiệp nếu không hoàng vị này sẽ đổi người thương ấu lan nói kiến hùng không phải ngài không biết uy hiếp của thương triều tông với mình nước triệu diệt phong không có lợi gì cho ta cũng không có lợi cho ngài chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy thương triều tông tiếp tục phát triển an toàn sao kiến hùng chẳng lẽ ngài không muốn chặn khí thế của thương triều tông sao? Dù sao ngài cũng là hoàng đế nước Yến, trong tay vẫn khống chế phần lớn châu phủ nước Yến, không ai dám bước ngài quá mức. Chỉ cần ngài kiên trì, ba phái lớn cũng sẽ không muốn nhìn thấy nước Yến nội loạn. Thương kiến hùng lắc đầu, cô cô, hiện giờ không còn giống trước kia nữa. Bây giờ bên ngoài nước Yến không có ngoại hoạn, thế lực khắp nơi đều bị cản tay, căn bản ba phái lớn không sợ nội loạn. Nếu nội loạn xảy ra, chỉ cần phái một đại quân tới là dập được ngay lúc này ai nắm giữ binh quyền người đó có quyền lên tiếng nếu ta dám làm loạn mới thực sự là cho nghịch tặc thương triều tông kia cơ hội đến lúc đó chỉ sợ chết thế nào ta cũng không biết cô cô ngài đừng nhắc lại việc này nữa không phải ta từ chối mà là thật sự ta không giúp được ngài hai mắt thương ấu lan đỏ lên đẫm lệ tại sao vậy tại sao vẫn cứ là không thể năm xưa ta không muốn gả các ngươi nhất định phải gả ta đi bây giờ ta có nhà bên đó có cả một sảnh đường con cháu các ngươi lại không dung được cái nhà đó của ta, nhất định phải giấy đao binh, nhất định phải phá hỏng cái nhà đó khi ta còn đang sống sờ sờ đây. Kiến hùng, khi ngươi còn bé, ta đối với ngươi không tệ, có chuyện gì ta cũng bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi lại thấy chết không cứu, là muốn bước tử ta sao? Không thể lấy lý thuyết phục thì bắt đầu dùng tình, thương kiến hùng thở dài, cô cô, ngài yên tâm, nước triệu có gì bất chắc, nước yến có bước tử ai cũng không thể bước tử ngài không nói ta, dù là thương triều tông cũng sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào với ngài, cũng phải kính ngài. chương 1249, nhân quả tuần hoàn. Cô cô, dù nước triệu có còn hay không, dù ngài ở nước yến hay nước triệu, ta cũng dám cam đoan cả đời này ngài không cần lo chuyện cơm áo, sống suốt quãng đời còn lại trong vinh hoa phú quý. Thương ấu lan lớn tiếng hỏi, vậy các người có thể tha cho nhi tử ta sao? Có thể buông tha cho các cháu của ta không? Thương kiến hùng trầm ngâm, chuyện này ông ta không thể cam đoan bởi vì ông ta hiểu rất rõ nhiều cỏ phải nhổ tận gốc há có thể lưu lại hậu hoạn nếu là ông ta ông ta cũng làm vậy thương ấu lan rất nước mắt bà ta đã hiểu đã hiểu bên này sẽ không bỏ qua cho con cháu mình bà ta còn muốn cố gắng một chút nếu thực sự không thể giữ nước triệu thì có thể bảo vệ được con cháu cũng được nhưng đối phương cũng không đồng ý cuối cùng bà cười thảm tại sao ta lại sinh ra trong cái nhà vô tình vô nghĩa thế này từ nay về sau ta và thương thị không nợ nần gì nhau nữa. Ân đoạn tình tuyệt, dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Không cầu, bà cũng không muốn cầu xin nữa. Sinh ra trong cái nhà như vậy, bà hiểu rất rõ, nói đến thế này rồi bà có quỷ xuống cầu xin đứa cháu này cũng vô dụng, một đống lễ vật xem như tặng không. Đại tổng quản điền ngữ cúi đầu đứng bên cạnh, lặng im như không nghe thấy gì. Thương kiến hùng nhìn chăm chú theo bóng lưng thương ấu lan rời đi, chậm rãi nói, cô cô, ta vẫn nói câu ấy, lúc này, ai nắm giữ binh quyền thì có quyền nói chuyện có lẽ ngài có thể đi tìm thương triều tông thử một chút đương nhiên hắn ông ta không muốn thương triều tông phát triển an toàn nhưng thế cục trước mắt như vậy ông ta cũng chẳng còn cách nào khác nói vậy cũng là hy vọng thương ấu lan có thể thử xem có thuyết phục được thương triều tông không dù ông ta cũng biết kết quả rất khó mà thay đổi được bởi vì có một số việc thương triều tông cũng không thay đổi được nói cho cùng thiên hạ này vẫn là nằm trong tay tu sĩ thương ấu lan hơi dừng bước hiển nhiên là hiểu lời hoàng đế vừa nói rồi rơi nước mắt chạy đi rời khỏi nơi này rời khỏi hoàng cung này rời khỏi cái nơi sinh ra bà nuôi bà lớn này đi rời nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ từng có quá nhiều kỷ niệm vui buồn của mình bà không định quay lại nữa vì bà đã hiểu kể từ khi mình gả đi nơi này không còn là nhà mình nữa tiền tuyến nơi yến triệu giao chiến một nam ba nữ khoan thai đi tới bị ngăn ngoài trại lính quân yến người tới là triệu đăng huyền đồng kim hoàn An Diệu Nhi, Lâm Phị Yến. Mấy người định đến thẳng Mao Lư Sơn Trang, trên đường nghe phong thanh tin tức hai nước giao chiến, bèn đổi hướng tới thẳng nơi này. Ở đây có đệ tử tiêu giao cung, đương nhiên nhận ra triệu đăng huyền, nhưng quân doanh có quy định của quân doanh, vẫn phải trải qua một quá trình xác minh khắc nghiệt, triệu đăng huyền mới có thể vào. Nghe tên ba nghịch đồ kia đã về, phí trường lưu, hạ hoa và trịnh cửu tiêu đang gặp nhau liền nổi giận lôi đình sai người đưa tới ba người vốn chuẩn bị để cho ba tên nghịch đồ đẹp mặt ai ngờ đột nhiên triệu đăng huyền lại ra mặt ba phái không phải nghiêu hữu đạo không có lá gan bất kính với người của tiêu giao cung chỉ đành nhịn lửa giận nghe triệu đăng huyền nói nhảm một phen dù sao triệu đăng huyền cũng không phải đệ tử bình thường của tiêu giao cung sư phụ của người này là trưởng lão tiêu giao cung đó ba nữ nhân sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng phí trường lưu liếc sang đồng kim hoàn trầm giọng nói triệu tiên sinh không phải phí mỗ không nể mặt ngài mà sợ là ta không quyết được việc này còn phải chờ nghiêu hữu đạo định đoạt triệu đăng huyền gật đầu ta hiểu ý của phí trưởng môn ta cũng sẽ không làm khó các ngươi ta cũng sẽ tới khuyên nghiêu hữu đạo bên kia nhưng trước đó ta mong ba phái không nên làm khó ba người các nàng ta sẽ cho ba phái một câu trả lời thế nào thế nào còn có thể thế nào đồng ý thôi chứ sao triệu đăng huyền vừa đi ba nhà lập tức đi tìm công tôn bố báo cáo tình hình cho nghiêu hữu đạo quay về trướng của mình trưởng môn linh tú sơn hạ hoa nhìn chằm chằm lâm phi yến đang nơm nớp lo sợ bên trong nghiến răng nghiến lợi mắng mất mặt xấu hổ trên má lâm phi yến vẫn còn một dấu bàn tay là sư phụ của nàng vừa đánh nàng quy sụp xuống khóc lóc trưởng môn khi ấy đệ tử bị ép không còn cách nào khác thực sự là không còn đường sống nàng khóc lóc kể lại kỹ càng tình hình trong bí cảnh sư phụ của nàng đứng bên cạnh không thể kiên nhẫn nổi mất mặt quá đi mất chuyện này huyên náo thế ai cũng biết mà nó lại là đệ tử của mình. Thực sự là mất mặt, hạ hoa cười ha ha lắc đầu, không có đường sống. Vạn động thiên phủ đông người như vậy, như hữu đạo đều đem họ ra được, chẳng lẽ còn quan tâm tới mấy người các ngươi. Lâm Phi Yến đấm lệ giải thích là đệ tử ngu muội vô tri nhưng khi ấy người của vạn động thiên phủ đã phản bội đạo gia, là bọn họ phản bội trước, đệ tử mới không có cách nào khác. Nàng cũng hối hận mà, nhưng tình huống khi ấy như vậy, nàng nào biết được kết quả sẽ thế này. Hạ hoa nói, nam nhân cầu thả với người kia đâu rồi? Sao không thấy y ra mặt bảo vệ cho ngươi? Ngươi cho rằng triệu đăng huyền kia có thể bảo vệ mình sao? Y cho rằng thân phận tiêu giao cung của mình có thể hù dọa đạo gia sao? Chỉ sợ ra hỏa không biết trời cao đất rộng kia còn không biết trưởng lão tiêu giao cung Quách Thanh không đã bị đạo gia làm thịt rồi. Lần này đạo gia cưỡng ép gây chiến, không nể mặt ba phái lớn tí nào, ba phái lớn có thể làm gì đạo gia? Triệu đăng huyền có tư cách gì mà bảo vệ cho các ngươi? lâm phi yến có vẻ hơi hoảng sợ nghẹn ngào hạ hoa lại hỏi có phải ngươi cho rằng sư môn cho ngươi tới bí cảnh phục vụ ngưu hữu đạo là không có ý tốt đúng điều ấy ta thừa nhận nhưng nếu không tới bí cảnh mà cho ngươi đến mao lư sơn trang ngươi có đồng ý không đừng tưởng ta không biết có nữ đệ tử nào trong môn không muốn gả cho ngưu hữu đạo người ta trẻ trung độc thân lại có quyền có thế một đám nhà đầu nhìn thấy hai mắt sáng rực lên chỉ thiếu cơ hội trèo lên cảnh cao thôi nói chuyện bí cảnh cứ cho là không muốn đi đi, nhưng muốn leo lên cảnh cao lại không muốn gánh nguy hiểm, các cô nương, nào có chuyện tốt như vậy. Nghiêu hữu đạo thiếu nữ nhân sao, nếu hắn muốn, chỉ cần hắn mở miệng, có dạng nữ nhân nào là không có. Có thể coi trọng tư sắc như người sao, hắn không thiếu nữ nhân, chỉ thiếu người thân, tới bí cảnh đúng là nguy hiểm, nhưng cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm. Người có biết mình đã bỏ qua cái gì không? Nếu lần này ngươi cùng Nghiêu hữu Đạo trải qua phong hiểm, có thời gian đồng sinh cộng tử với hắn, dù không hiến thân ngươi cũng chính là người của hắn ngươi sẽ không còn là một tiểu đệ tử linh thú sơn hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến nữa trong mắt hắn từ nay về sau sẽ còn có ngươi bên cạnh về sau ngươi có thể tùy ý ra vào mao lư sơn trang về sau có lợi ích gì cũng sẽ chia cho ngươi một phần cá nhân không giống với tập thể tập thể là muốn vì lợi ích của mọi người còn cá nhân phải có lập trường của mình có phải trước khi đi ngươi vẫn cảm thấy sư môn đã ép uổng thiệt thòi cho ngươi phải không nhà đầu không chọn người khác mà chọn ngươi đúng là có thiệt thòi cho ngươi, nhưng sư môn cũng đã trao cho ngươi cơ hội cực tốt. Vậy mà ngươi lại bỏ qua, ngươi bỏ qua cơ hội trở thành tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, hồ đồ. Lâm Phi Yến dập đầu khóc nước nở, nàng đã hiểu và hối hận, cực kỳ hối hận. Trời cao đất rộng, sơn sơn thủy thủy, bốn mùa xoay chuyển, chưa từng cưỡng ép thay đổi gì, trước thế, giờ vẫn thế, chỉ có con người rong chơi giữa sơn thủy là muốn cưỡng cầu thay đổi. Ven hồ, nhiều hiếu đạo cùng Ngọc Thương dạo bước, nhìn sơn sơn thủy thủy xung quanh, vui vẻ chuyện trò. chương 1250, tâm như sắt một. Dù hiểu nguyệt các bận rộn đủ việc, nhưng Ngọc Thương vẫn nhất định phải gặp nhiều hiếu đạo, thực sự là không gặp không yên lòng. Chuyện đã đến nước này rồi, ông ta sợ nhiều hiểu đạo thay đổi. Một khi xuất hiện biến cố, nước triệu lại ra tay, hiểu nguyệt các vừa khởi sự sẽ không ngăn được nước triệu phản công. Nói đủ chuyện rồi, không tiện ở lâu, ông ta cáo từ trước khi rời đi ngọc thương gật đầu chào quản phương nghi và vu chiếu hành cách đó không xa ánh mắt hơi dừng lại ở vu chiếu hành một chút trong lòng hơi buồn bực có một số việc hoặc ít hoặc nhiều ông ta không nghĩ ra không nương ỉ vào việc mình đã chăm lo cho phương viên ở kinh thành nước tè nhiều năm khăng khăng đòi đi theo Ngưu hữu đạo thì thôi vu chiếu hành này thì sao đường đường là cao thủ xếp hàng thứ sáu trong đan bảng sao lại như thủ hạ của Ngưu hữu đạo luôn rồi nhìn theo ngọc thương bay lên quản phương nghi đi tới hỏi, đường yên đương lành sao lại hù dọa ông ta. Bà ta nói hù dọa là có ý nói đến lá thư gần đây nhất mà Nghiêu Hữu Đạo gửi cho Ngọc Thương. Đột nhiên hắn gửi một câu áp lực khá lớn cho Ngọc Thương, dọa cho ông ta kinh hãi, chết sống cũng phải chạy đến gặp mặt Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo đè hai tay lên chuôi kiếm, lạnh nhạt nói, khi cần hù dọa cũng nên hù dọa một chút. Ông ta phải hiểu rõ, mọi thứ không có cái gì đến không cả. Ta không thể để cho ba phái lớn của nước Yến nắm quyền đàm phán với Hiểu Nguyệt Các." Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ một lát, hiểu ra, hắn muốn Hiểu Nguyệt Các kiên định đứng bên mình, tránh việc họ cảm thấy ba phái kia thế lớn, sẽ bỏ qua mình, bàn chuyện hợp tác thẳng với họ, nên mới gõ Hiểu Nguyệt Các một chút, để cho họ nhớ cho kỹ thế lực Nam Châu nằm trong tay người nào, rằng lúc nào bên này cũng có thể gây bất lợi cho Hiểu Nguyệt Các, ví dụ như quân yến xuất hiện nội loạn, để cho nước Triệu có thể nghỉ được một hơi. "Ôi, Quản Phương Nghi không kìm được thở dài một tiếng bà ta cảm thấy đến giờ càng chơi càng lớn rồi, lớn đến mức kinh hãi rồi. Cả một thuyền người mà cứ như lăn lộn trong sóng to gió lớn, bất kỳ lúc nào thuyền cũng có thể lật, người cũng có thể chết. May mắn là vị này vẫn có thể vững vàng cầm lái. Nhớ lại những phiền não ở kinh thành nước tề, bà ta nhận ra, những phiền não ấy, so với hiện tại, không là cái gì. Ở đây, bất chắc một chút thôi liền có thể mất mạng. Than thở cái gì, như hữu đạo nhìn tờ giấy trên tay bà ta, hất cằm lại là thư từ tiền tuyến gửi tới vâng vẫn là tìm ngài không liên lạc được ngài mọi người đều tìm đến chỗ vương ra không có gì đặc biệt thì cứ kệ đi quản phương nghi lật lật một tờ giấy còn có hai tin tức đặc biệt ba phái lưu tiên tông gửi thư tới nói rằng ba đệ tử phản bội ngài đã về bà ta thuật lại đại khái nội dung trong thư hỏi hỏi ngài muốn xử lý thế nào không nói đến chuyện này quả thực nghiêu hữu đạo cũng quên luôn rồi suy nghĩ một lát hắn đáp gửi thư nói nể mặt triệu đăng huyền không nên làm khó các nàng quản phương nghi trợn mắt ngài cứ thế buông tha cho ba phản đồ này sao như hữu đạo lạnh nhạt nói giúp người hoàn thành ước vọng là chuyện tốt nói với mấy người phí trường lưu cứ đối xử tốt với ba nữ tử kia chờ mọi chuyện xong xuôi ta sẽ tự mình tới ba phái lớn cầu hôn giúp các nàng thành toàn cho các nàng Ây, quản phương nghi giở khóc giở cười tốt xấu gì ba phái kia cũng tự xưng là danh môn chính phái sợ là sẽ không cho cưới vào cửa hừ chuyện này không phải do bọn họ quyết ngủ cũng ngủ rồi không cưới sao được người của mao lư sơn chan ta há có thể để cho người ta tùy ý đùa bỡn nhất định phải chịu trách nhiệm quản phương nghi cảm thấy hơi kỳ quặc nghi ngờ hỏi ngài lại muốn làm cái gì dặn bọn phí trường lưu cứ thế mà làm là được còn có chuyện gì nữa quản phương nghi nhìn nhìn hai mắt hắn bà ta vẫn cảm thấy hắn giúp cầu hôn cũng không phải có lòng tốt gì nhưng hắn không nói cũng không hỏi nữa, chỉ lật một trang giấy khác ra, báo, đây là tin tức bên kinh thành nước tề đưa tới, Nhan bảo như đã tới tìm đệ tử quỷ y vô tâm để nương tựa. a à, như hiểu đạo đưa tay cầm lá thư tự mình xem, đọc cẩn thận cặn kẽ, hắn khá bất ngờ. Bị ép vào tuyệt cảnh, biện pháp gì người này cũng nghĩ ra được. Trong thư kia đã nói rõ, vô tâm đã nghiệm minh nhan bảo như không trúng độc. Việc này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vẫn không cho rằng nhan bảo như có thể tìm được đệ tử quỷ y, càng không nghĩ tới, đệ tử quỷ y lại có thể dễ dàng nhận nhan bảo như như vậy. Mà rất có thể nhan bảo như đã bán mình làm nô, xem như đi theo đệ tử kia, tìm nơi che chở. Không liên quan đến ta, sợ là vô tâm cũng sẽ không nhận, thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Như hữu đạo thì thầm, vừa vặn nước tề cũng muốn tìm ngài, có muốn chuyển lời cho nước tề, buộc họ xử lý nhan bảo như không. Người đó, đừng có lúc nào cũng chỉ muốn chém chém giết giết, phải học cách nghĩ cho người khác. Vô tâm hành vi quái gở, thiếu người bên cạnh có nhân tài cũng dễ làm việc hơn thật vất vả mới có người y vừa mắt để cho y đi nghĩ cho người ta quản phương nghi liếc mắt tin được lời này ngài nói mới lạ nhắc đến nhan bảo như này không thể không nói đến đồng mạch kia đột nhiên nghiêu hữu đạo nhắc tới một câu nghĩ một lát mới từ tốn nói chuẩn bị một chút đi tới kinh thành tới kinh thành quản phương nghi nghiêm mặt hỏi lại sợ là người của chúng ta không đủ để bảo vệ cho ngài an toàn ở kinh thành nghiêu hữu đạo như cười như không hư một tiếng, không cần huy động nhiều nhân lực. Bao nhiêu năm rồi không xuất hiện công khai ở Kinh Thành, lần này thử một chút. Công khai xuất hiện, quản phương nghi chấn kinh, vội khuyên hắn nghĩ lại. Phủ thành Nam Châu, có một vị khách quý tới, là Thái hậu nước triệu thương Ấu Lan,